Huyền học giới giải trí, huyền nghi linh dị, tống nghệ trực tiếp, đoàn sủng, người đuổi sát tương Tây Lâm từ lúc đuổi sát vô ý độc tử, ngoài ý muốn mặc thành một vị chân thiên kim ác độc gặp phải kinh nghiệm bi thảm. Nguyên chủ kiêu ngạo ương ngạnh, cùng thiên kim giả cùng tiến quân vào giới giải trí, không chỉ có diễn xuất kém, đùa dẫn đại bại, còn dán ảnh đế nổi tiếng làm chính phú, lấy khi nhục người khác làm niềm vui, bị toàn mạng bôi nhọ đến vô cùng thê thảm. Cha mẹ chán ghét nàng, bạch liên hoa khiêu khích nàng ngay cả mấy ca ca cũng lạnh lùng đối đãi với nàng chỉ sủng ái thiên kim giả có thể nói là một bình hoa vô não lâm từ không sao cả tôi sẽ ra tay vì thế lâm từ bộc lộ tài năng treo lên đánh trà xanh tay xé cặn bả nam thậm chí còn cùng ảnh đế tham gia chương trình giải trí khủng bố các khách quý nghiêm túc tìm kiếm manh mối tra xét chân tướng mà lâm tự lại ở một bên nằm bẹp dí nhàn nhã như là tới nghỉ phép cư dân mạng. Chỉ vậy thôi sao? Còn dám tới tham gia chương trình giải trí? Không sợ bị dọa khóc. Phan đen. Cái gì cũng không mời cô ấy tới làm gì. Bình Hoa sớm cút khỏi làng giải trí. Nhưng mà sự thật cùng tưởng tượng của bọn họ hoàn toàn bất đồng. Trong nhà cổ âm khí, các khách quý thất kinh. Lâm từ gián phù giấy sợ tới mức quỷ quái khóc trống cầu xin tha thứ, trực tiếp tra ra chân tướng ẩn giấu nhiều năm trong thôn trang quỷ dị các khách quý ăn không đủ no bụng lâm tự bày ra trận pháp làm cho lợi quỷ giao ra thức ăn cướp đoạt từ trong đó nhân tiện đem quỷ hồn về cố hương trong trường học khủng bố các khách quý bị bắt đi tế tự lo diệt suy luận của lâm từ dùng trí lấy bảo vật giải cứu các khách quý vạch trần việc ác âm u sau lưng trường học cư dân mạng cứu mạng cô ấy thật mạnh tôi rất yêu phan hâm mộ rồi phan đen cảm giác có chút ngầu là sao? Còn Phan thì sao? Thiên Kim Giả V. Đúc C Kịch bản này sao lại không giống với tưởng tượng của tôi? Ngày xưa xem thường các đại lão của nàng xếp hàng tới cửa cầu Lâm từ xem bói, người Lâm gia hối hận không kịp, các ca ca đối với nàng liên tiếp lấy lòng, liều mạng giữ nàng lại. Lâm từ lãnh đạm tỏ vẻ. Cút hết đi, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát quay người lại liền nhìn thấy ảnh đế thẳng tắp nhìn cô, ôn nhu cười nhẹ. Không phải muốn xào chính phú sao, cứ việc tới, lần này tôi dán lại. Tiểu thuyết máu chốt. Linh dị tống nghệ bạo hỏa sau, 4 ca ca đoàn sủng ta không đạn cửa sổ, linh dị tống nghệ bạo hỏa sau, 4 ca ca đoàn sủng ta TXT toàn tập đao loa, linh dị tống nghệ bạo hỏa sau, 4 ca ca đoàn sủng ta chương mới nhất. Chương 1 Xuyên qua bạn đang nghe tại truyện chấm audio chương một xuyên qua không thể để cô ấy ở lại lâm gia chúng ta nữa lúc này mới được đón về mấy tháng gây không ít chuyện không nói còn đẩy mạc mạc xuống lâu cứ tiếp tục như vậy lâm gia không biết sẽ bị cô ấy giày vò thành cái dạng gì cần gì chứ đồ sứ tốt xấu gì cũng là con gái ruột của chúng ta lại ở nông thôn chịu khổ nhiều năm như vậy ít nhiều cũng có chút tùy hứng nhìn một chút là qua những cái gì mạc mạc cũng là con gái của anh lâm từ vừa về anh đã mặc kệ cô ấy sao lâm hải phong sao anh có thể vô lương tâm như vậy trong phòng bệnh của bệnh viện mùi nước khử trùng gây mũi tràn ngập không trung tiếng tranh chấp kịch liệt ngoài cửa đánh thức cô gái nằm trên giường bệnh lâm từ chậm rãi mở mắt ra lông mi thon dài khẽ rung, ánh mắt theo bản năng đánh giá bốn phía không khỏi ngây ngẩn cả người tình huống gì đây là đâu nàng vừa rồi không phải còn ở vương gia thôn đuổi sát sao? Ban đêm đường xá xa xôi, nàng vốn định đi tới khách sạn tử thi nghỉ ngơi một chút, sao chỉ trong nháy mắt đã tới nơi này? Bỗng nhiên, một cổ ký ức xa lạ trong nháy mắt tràn vào trong đầu cô. Thì ra nàng xuyên Việt, thành cùng nàng trùng tên trùng họ nhưng có được bi thảm nhân sinh giả thiên kim trên người. Nguyên chủ lúc sinh ra cùng thiên kim giả bị người ta tính kế đánh tráo, lớn lên ở thâm sơn cùng cốc, tốt nghiệp trung học cơ sở liền ra ngoài làm công. Tính cách cô nhu nhược mẫn cảm, trên cánh tay trái có một cái bớt hình dạng như lá, hơn nửa gia cảnh bần hàng, thường xuyên bị người ta trào phúng chê cười, lấy ra làm đề tài người khác nói đùa. Thẳng đến 20 tuổi năm ấy, nàng bị lâm gia cha mẹ đón về lâm gia, đồng thời cũng biết được thân phận thật sự của mình. Vốn tưởng rằng trở lại lâm gia là có thể sống những ngày tốt lành, ai ngờ lý do cha mẹ đón nàng trở về dĩ nhiên là để cho nàng truyền máu cho thiên kim giả khi nàng di động kho máu căn bản là không coi nàng như con gái ruột tất cả mọi người nhìn không nổi nàng khắp nơi nhằm vào nàng lấy nàng cùng giả thiên kim làm so sánh nguyên chủ trong lòng không công bằng điên cuồng ghen tị giả thiên kim luôn ngoài sáng trong tối cùng nàng đối nghịch sau khi nghe nói thiên kim giả tốt nghiệp dự định tiến vào giới giải trí cô cũng trực tiếp dựa vào quan hệ cùng nhau tiến vào giới giải trí, nhưng diễn xuất của cô vừa xấu hổ lại khoa trương, thường thường bị cư dân mạng sờ soạn nhục mạ, còn đặt tên là Lâm Bình Hoa. Trái lại Thiên Kim giả, dọc theo đường đi thuận buồm xuôi gió, lại có anh hai ở sau lưng làm chỗ dựa, ngắn ngủi mấy tháng đạt được vô số fan. Nguyên chủ tức giận không nổi, điên cuồng mua thủy quân bới hắc liệu, vì hấp dẫn ánh mắt người ta thậm chí còn làm chết đi gián ngược cùng ảnh đế nổi tiếng trói chính phú. Cuối cùng, đương nhiên là bị fan của nhà trai và thiên kim giả phun đến thương tích đầy mình, bị bôi nhọ toàn mạng. Nguyên chủ ngốc hồ hồ chạy đi tìm thiên kim giả tuyên chiến dặn co, các loại từ ngữ nhục mà phát ra, kích thích thiên kim giả trực tiếp đẩy nàng xuống lầu. Nhưng nguyên chủ mắt tật tay nhanh giữ chặt góc áo thiên kim giả, hai người cứ như vậy ngã xuống, một màn này trùng hợp bị cha mẹ Lâm vừa trở về nhìn thấy vội vàng đưa vào bệnh viện. Một hơi tiếp thu hết tất cả ký ức, Lâm Từ bất đắc dĩ nâng trán. Cái này thỏa đáng ác độc vô não nữ phụ kịch bản a. Bên ngoài phòng bệnh, ông bà Lâm vẫn không ngừng tranh cãi. Không được, nhất định phải để cô ấy đi xin lỗi Mạc Mạc, dạy dỗ cô ấy một trận. Chẳng lẽ cô ấy không biết Mạc Mạc từ nhỏ thân thể yếu đuối sao? Nếu không còn cần cô ấy giúp Mạc Mạc truyền máu, tôi đã sớm đưa cô ấy về quê rồi tiện nha không biết tốt xấu. Mấy tháng nay lâm gia chúng ta cũng không bạc đãi cô ấy, cô ấy chính là hồi báo như vậy sao? Một tên bạch nhãn lan, vĩnh viễn kém mạc mạc, còn luôn trêu chọc mạc mạc, dứt khoát giới giải trí cũng đừng để cô ấy ở lại, mất mặt xấu hổ. Đừng tưởng rằng tôi không biết cô ấy thường xuyên mua thủy quân khi dễ mạc mạc, nhẫn nhịn cô ấy đã lâu. Nghe hứa bình hỗn hển tức giận mắng, Lâm Hải Phong không phản bác nữa, bất đắc dĩ phụ họa nói đồ sứ lần này làm quả thật có chút quá đáng, bảo cô ấy đi xin lỗi mạc mạc một chút là được, không cần phải gây chuyện lớn như vậy. Bảo cô ấy rời khỏi giới thì coi như gây chuyện. Giọng hứa bình nhất thời cao lên vài độ, phẫn hận trừng mắt nhìn anh, cười lạnh. Diễn xuất thối nát của cô ấy ai có thể xem tiếp? Nếu không phải ý vào sau lưng có lâm gia, chỉ sợ cô ấy ngay cả kịch bản cũng không nhận được một người. Không giống mạc mạc của chúng ta, mới vào giới hai tháng đã đạt được một lượng lớn fan hâm mộ, tiền đồ vô lượng. Nhắc tới Lâm Mạc, sắc mặt vừa trào phúng khinh bỉ của hứa bình lập tức trở nên đắc ý kiêu ngạo. Lâm Hải Phong còn muốn nói thêm cái gì, trong phòng bệnh yên lặng đi ra một vòng thân ảnh, người nọ mặc quần áo bệnh nhân cỡ lớn, sắc mặt tái nhợt, thanh âm nhỏ bé lại suy yếu. Lâm Mạc không phải tôi đẩy xuống, giới giải trí tôi cũng sẽ không lùi. Hứa Bình và Lâm Hải Phong đều kinh hãi, không ngờ Lâm Từ lại đột nhiên xuất hiện, hơn nữa còn nghe thấy tất cả cuộc nói chuyện của bọn họ. Hứa Bình là người đầu tiên kịp phản ứng, sắc mặt tức giận. Mạc Mạc não bị thương nặng cần nằm viện mấy tháng, tuần sau cô ấy còn có một chương trình giải trí phải ghi hình, hiện tại cũng chỉ có thể trì hoãn. Cậu chậm trễ công việc của Mạc Mạc không nói, còn kiếm cớ ngụy biện, tâm tư của cậu sao lại ác độc như vậy? Cô cũng không muốn thừa nhận, đây sẽ là con gái ruột của cô. Lâm từ ngẩn khuôn mặt trắng nõn, trầm mặt vài giây, đột nhiên cười khẽ. Đó là cô ấy đáng đời. Hứa Bình. Lâm Hải Phong. Sao con có thể nói em gái con như vậy? Lâm Hải Phong nhìn không được, ánh mắt phẫn nộ lại thất vọng, bây giờ con lập tức đến phòng bệnh bên cạnh xin lỗi mạc mạc, cho đến khi mạc mạc tha thứ cho con mới thôi. Dựa vào cái gì? Thần sắc Lâm từ lạnh nhạt, tùy ý nhìn lướt qua hai người, ta nói rồi, không phải ta đẩy nàng xuống nếu quả thật là ta làm ta đây tại sao còn muốn cùng nàng ngã xuống còn nữa giọng cô dừng một chút lạnh lùng cười nếu tôi nhớ không lầm góc trên cầu thang có camera giám sát đi điều tra camera không phải biết là ai đẩy ai sao hứa bình bỗng chột dạ theo dõi cô đúng là mạc mạc đẩy cô xuống nhưng cô không thể thừa nhận vì vậy cô nghĩ ra một cái cớ cắn ngược lại một cái camera hỏng rồi nhất định là anh sợ bị chúng tôi điều tra ra mới phá hỏng camera trước. Tôi biết anh không có lòng tốt, mặc mạc chúng tôi ngày thường đối xử tốt với anh như vậy, anh lại liên tiếp đẩy cô ấy vào chỗ chết, anh còn có tâm sao? Lâm từ hạ thấp con ngươi, những mày, ngài có phải hay không quên, ngoại trừ theo dõi, còn có một cái có thể làm chứng cớ đồ vật. Hứa bình sửng sốt. Cái gì? Ghi âm A, Lâm từ đúng lúc lấy điện thoại di động từ trong túi ra, cười cười vốn định kích thích Lâm Mạc, sau đó ghi lại gửi lên Weibo. Ai ngờ Lâm Mạc đột nhiên nổi điên, đem nguyên chủ đẩy xuống lầu A. Sắc mặt hứa bình chợt trở nên trắng bệch. Toàn bộ quá trình. Lâm từ cười nhẹ. Không biết đăng đoạn ghi âm này lên mạng, cư dân mạng sẽ nghĩ gì về cô ấy. Hứa bình lúng cuốn, miễn cưỡng dơ lên nụ cười. Đồ sứ ngoan, đem di động giao cho mẹ được không? Nói đến kích động, còn tiến lên cướp điện thoại di động. Lâm từ nhanh chóng tránh đi, hai mắt hiếp lại. Trách không được nguyên chủ lại có tâm lý âm u lớn như vậy, có một người mẹ như vậy, đổi lại ai không điên. Lâm Hải Phong thấy thế, cũng biết rõ chuyện gì xảy ra, nhanh chóng hỗ trợ. Di âm tôi sẽ không xóa, nhưng cũng sẽ không gửi. Lâm từ dơ di động lên, lông mày khẽ nhướng, tôi nói lại lần nữa, tôi sẽ không rút lui. Các người thế nào tôi mặc kệ, nhưng nếu dám can thiệp vào bất cứ động thái nào của tôi trong giới giải trí, tôi sẽ đăng đoạn ghi âm này lên. Cô biết Lâm Mặc chính là điểm yếu của cha mẹ Lâm, cho nên cô cố ý đắn đo điểm này. Quả nhiên, Hứa Bình và Lâm Hải Phong sau khi nghe xong đoạn văn này, không chút do dự liền đáp ứng. Lâm từ thu hồi điện thoại di động, xoay người trở về phòng bệnh. Trước khi đi, còn đóng cửa phòng bệnh lại sau đó ngoài cửa liền vang lên tiếng trống giận mắng ầm lên của hứa bình lâm tự quyền coi như không nghe thấy dự định tìm một khu trống trải thử xem tu vi của mình có còn hay không nhưng còn chưa đi được mấy bước điện thoại đã vang lên lâm tự nhìn thoáng qua là người đại diện của nguyên chủ gọi tới cơ hồ là vừa mới kết nối đối diện liền truyền đến kích động thanh âm hưng phấn lâm từ ngươi hiện tại ở đâu hết chương này chương 2 cái này ngăn tống nghệ, tiếp được tốt. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 2 Này đương chương trình giải trí, tiếp được tốt. Nhận một chương trình giải trí. Người đại diện không biết nguyên chủ đã xảy ra chuyện sao. Đã thành như vậy còn nhận chương trình giải trí. Người đại diện của nguyên chủ tên là Tống Địch, chừng 20 tuổi, tính cách ôn hòa cởi mở, trong tay mang theo mấy nghệ sĩ. Nhưng mà từ sau khi tiếp nhận lâm từ, công ty giải trí đại khái là xem lâm từ là thiên kim của lâm gia đem người bên cạnh tống địch đều điều đi để cho hắn chuyên tâm mang theo một mình lâm từ lâm từ có chút không hiểu cũng lười ứng phó giúp tôi đẩy đi không nhận bà cô còn chọn nữa tống địch bên kia không nói gì trợn trắng mắt cô thế nào trong lòng không biết đến sao chương trình giải trí này do đạo diễn khang tổ chức thật vất vả tôi mới giành được danh ngạch cho cô cô cũng đừng chọn nữa mau tới công ty một chuyến tôi thương lượng với cô một chút thời gian phát sóng trực tiếp khang viễn đạo diễn này cô biết là đạo diễn nổi tiếng nhất trong nước lập tức rất nhiều chương trình giải trí nóng bỏng đều là hắn thiết kế không ngoài đều là trò chơi giải trí ích trí cười nhiều hơn một chút cứ cách vài năm đều ra một chương trình giải trí mới khách mời mời tới cũng là diễn viên nổi tiếng được tuyển chọn kỹ càng bất quá đạo diễn lớn như vậy làm sao có thể bị tống địch tranh thủ được danh ngạch? Nguyên chủ hát tài ở trong giới giải trí có thể nói là nổi danh, coi như là vì tỷ lệ người xem, khang đạo diễn cũng sẽ không chọn cô a. Lâm từ suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra nguyên cớ, dứt khoát thay quần áo xong trực tiếp đến công ty nhìn một cái. Dựa vào ký ức lưu lại của nguyên chủ, Lâm từ thuê xe đi tới công ty giải trí xăm việc. Vừa bước vào văn phòng liền nhìn thấy Tống Địch đang cầm một tờ hợp đồng cười ngốc nghếch. Nghe được động tĩnh, anh ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng lên, vẫy tay với cô, khách mời thường trú của chương trình giải trí kia đã định rồi, có cô ở bên trong. Tôi đã hỏi đạo diễn rồi, tối thứ hai tuần sau 7 giờ chính thức ghi hình, thời gian và địa điểm cụ thể tôi đã gửi đến điện thoại của cô rồi, nhớ xem. Chương trình truyền hình trực tiếp. Lâm từ cao mày, còn muốn dãy dụ một chút không thể giúp tôi từ chối sao nàng vừa mới đi tới cái thế giới khác này đối với hoàn cảnh xung quanh một chút cũng không quen thuộc đột nhiên bị bắt đi quay chương trình giải trí cô làm sao chịu nổi huống hồ tuy rằng cô biết từ giải trí này nhưng không biết ghi âm như thế nào tống địch nghiêm khắc cự tuyệt tuy rằng lần này khang đạo là vì tập hợp nhân số mới cho ngươi một cái danh ngạch nhưng đây là ngươi duy nhất một lần có hy vọng xoay người cơ hội ngươi cho ta tranh chút tức giận đừng lại chỉnh những kia thiêu thân cậu xem đại khái nội dung của chương trình giải trí này trước đi cũng có thể chuẩn bị tâm lý nói xong tống địch liền đem hợp đồng trong tay ném cho cô sau đó liền tự mình bận rộn lâm từ đối với nội dung chương trình giải trí không hề có hứng thú tùy tiện nhìn vài lần đột nhiên ánh mắt ngưng tụ nửa phút sau cô vung tay lên chương trình giải trí này nhận tốt lắm bản chép tay dưỡng thành thám tử là chương trình giải trí mới nhất của đạo diễn khang viễn chương trình giải trí này khác rất nhiều so với trước đây là một chương trình giải trí kinh dị khang viễn cũng là lần đầu tiên làm loại hình giải trí này khiến cư dân mạng chờ mong không thôi phương thức ghi hình phát sóng cũng khác với trước kia chọn dùng phương thức truyền hình trực tiếp phát sóng vì tìm kiếm tính chân thực đạo diễn tìm được mấy địa điểm truyền thuyết từng xảy ra chuyện quỷ làm hiện trường truyền hình trực tiếp mời các khách quý đi thăm dò vụ án đây cũng là nguyên nhân chủ yếu Lâm từ đồng ý tham gia, tu vi hiện tại của nàng bởi vì xuyên Việt không còn lại bao nhiêu, vừa vặn có thể lợi dụng chương trình giải trí thăm dò án tăng lên tu vi, thuận tiện rèn luyện thân thể mảnh mai của nguyên chủ một chút. Phía chính phủ đã công bố danh sách khách quý thường trú trên Weibo, tổng cộng có 7 vị, mỗi người đều là diễn viên nổi tiếng, nhiệt độ trực tiếp tăng vọt, khiến cho rất nhiều cư dân mạng chờ đợi nghị luận, nhưng cũng có một ít ngôn luận bất mãn phập phòng trong khu bình luận. hoa wow khang đại đạo diễn lại muốn chế tác chương trình giải trí mới sao thật chờ mong nha bất quá có thể hay không đem cái này lâm từ cho bỏ đi tà kháo không thể nào lại có lâm bình hoa khang đạo là mù sao lâm từ còn dám tham gia chương trình giải trí khủng bố đến lúc đó đừng bị dọa khóc chật 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 sao chỗ nào cũng có lâm từ này hảo hảo quay phim của cô không tốt sao tại sao phải chạy tới gây tai họa cho chương trình giải trí chẳng lẽ chỉ có lực chú ý của tôi đặt ở ảnh đế ôn dư hàn cũng tham gia chương trình giải trí này thuần người qua đường lâm từ không phải mấy ngày hôm trước mới tuôn ra đổ thiếp ảnh đế scandang sao như thế nào hai người nhanh như vậy lại lên cùng một chương trình giải trí anh trai tôi và lâm bình hoa kia một chút quan hệ cũng không có đừng tới dính dáng là lâm bình hoa muốn cọ nhiệt độ muốn điên rồi đi sau khi biết được chương trình giải trí này mời Lâm Từ, cư dân mạng trong nháy mắt cúi đầu, nhao nhao chửi ầm lên với Lâm Từ, đồng thời cũng không ngừng ngờ vượt vô căn cứ quan hệ giữa cô và ảnh đế, phong ba mãi cho đến thời gian ghi hình thứ hai tuần sau cũng không thể bình ổn. Mà nhân vật chính Lâm Từ thân ở dư luận giờ phút này đang ngồi trên xe đi tới địa điểm phát sóng trực tiếp, tống địch ở bên cạnh nhiều lần dặn dò cô một ít hạng một công việc cần chú ý, thần thái khẩn trương dồn dập, thấy vẻ mặt cô không chút để ý tức giận đến thiếu chút nữa đau tim. Trước kia dù cô có càng quấy thế nào cũng có anh hỗ trợ giải quyết, nhưng lúc này không giống, chương trình giải trí lần này là do đạo diễn Khang tổ chức, nếu Lâm Từ lại nổi giận chọc giận Khang Viễn, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Không cầu cô tỏa sáng, trong chương trình giải trí, ít nhất đừng thêm phiền. Hắn lại nhảy một đường, Lâm Từ nghe đến lỗ tai phát chai, không kiên nhẫn cắt đứt lời hắn, ta biết rồi, không phải là biểu hiện ngoan ngoãn một chút sao, ta sẽ làm. Rồi sau đó cô nghiêng đầu về phía cửa sổ xe, không để ý tới tống địch nữa. Tống địch tức giận lại bất đắc dĩ, liếc phong cảnh ngoài cửa sổ xe vài lần, không khỏi giật mình, thúc giục tài xế lái nhanh lên. Cũng không trách hắn sợ hãi, càng đi về phía trước, phong cảnh kiến trúc bên ngoài cửa sổ xe lại càng mơ hồ, rõ ràng nơi này không phải vùng ngoại ô lại hoang vu quá mức. Xa xa mơ hồ có thể nhìn thấy một tòa nhà cổ hoang phế to như vậy, trên tường trắng tựa hồ còn có dây leo màu xanh đen rất quỷ dị ánh mắt lâm từ dừng ở tòa nhà cổ kia mi tâm khẽ nhúc nhích trong mắt tràn ra nghi hoặc lại rất nhanh biến mất sau khi tới nơi lâm từ mới vừa mở cửa xe một cổ khí lạnh liền nhanh chóng đánh úp về phía cô lạnh đến mức cô hít vào khí lạnh nhiệt độ xung quanh lại giảm xuống nhiều như vậy tống địch thân thiết khoác cho cô một chiếc áo khoác dặn dò cô vài câu rồi rời đi những khách quý khác đều đến kém không nhiều lắm, hai nam ba nữ, nói chuyện với nhau thật vui. Mà đạo diễn Khang ở phía sau cùng nhân viên tổ chuyên mục trò chuyện, một màn này còn rất hòa hợp. Lâm từ lướt qua mấy vị khách quý đang nói chuyện phím, gần như tất cả đều nhận ra. Diễn viên thực lực trì nhiên, ca vương đỉnh lưu hoa triêu ngôn, hoa đáng thực lực tiền lạc lạc, nữ thần cổ điển chương hàm và hậu duệ mới nổi lâm mạc. Đấy mắt lâm từ xẹt qua một tia ngoài ý muốn không phải lâm mạc bị thương sao sao lại chạy tới tham gia chương trình giải trí cô đã sớm biết trong danh sách khách mời thường trú có lâm mạc nhưng không ngờ cô lại đến thật lâm tự yên lặng quan sát lâm mạc phát hiện thân thể nàng nhu nhược sắc mặt tái nhợt đầu còn đeo băng vải à thì ra là ghi hình mang thương tích chuyên nghiệp như vậy ờ à, đây không phải là lâm tự sao ngươi còn biết đến để cho mấy tiền bối chúng ta chờ một mình ngươi Ngươi không biết xấu hổ sao?" Thanh âm phẫn nộ sắc bén bỗng nhiên vang lên, Lâm Từ nhìn về phía nơi phát ra âm thanh, chỉ thấy Chương Hàm khinh bỉ trừng mắt nhìn cô, cười lạnh nói: "Cô cho rằng đây là nghỉ phép, cô muốn đến muộn thì đến muộn." Lâm Từ liếc cô một cái, nhíu mày. Chương Hàm, Thiên Kim Chương gia, cũng là bạn thân tốt của Lâm Mạc, khách quý ở đây chỉ có cô biết chuyện nguyên chủ và Lâm Mạc cùng ngã xuống lầu, sợ là trong lòng bất mãn muốn ra mặt vì Lâm Mạc. Lâm Từ rũ mắt nhìn đồng hồ đeo tay, mỉm cười. Thời gian quay trực tiếp chính thức là 7 giờ đúng, bây giờ mới 6 giờ 45 phút. Xin hỏi cô Chương, cô đã bắt đầu quay trực tiếp chưa? Chương Hàm. Ba người trì nhiên xem kịch không hẹn mà cùng cười ra tiếng. Chương Hàm không nhịn được, nhất là sau khi bị mấy người bên cạnh chê cười, chưa bắt đầu thì sao? Anh không thể đến sớm một chút. Anh xem chúng tôi có ai muộn như anh không? ngay cả mạc mạc cũng đến lúc 6 giờ. Bất quá là một người mời góp đủ số, lấy đâu ra lá gan dám phản bác nàng. Lâm từ. Có chứ. Cô khẽ nâng mắt, nhìn chầm chầm bóng dáng phía sau chương hàm, nhếch môi cười. Không phải tới rồi sao? Ngay sau đó, một giọng nói lạnh lùng từ không xa truyền đến. Xin lỗi đã tới chậm, trên đường có việc trì hoãn một lát. Hết chương này. Chương 3 Phạm Cô âm sát cổ trạch Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Chương 3 Phạm Cô âm sát cổ trạch mọi người đồng loạt nhìn sang bên kia Người tới mặc âu phục màu đen, làn da trắng lạnh, sống mũi cao thẳng, ngũ quan lưu loát mà rõ ràng, lông mi thon dài, đuôi mắt hơi cong lên, giữa lông mày mang theo chút đường hoàng cùng giả tính, khí chất thanh lãnh cao quý. Hai loại khí chất giao thoa lẫn lộn, trộn lẫn cùng một chỗ lại cho hắn thêm vài phần mỹ cảm ánh mắt lâm từ dừng lại cho tới bây giờ cô chưa từng gặp qua người đàn ông nào đẹp như vậy kiếp trước cô tiêu diêu tự tại đã quen không có chỗ ở cố định ven đường gặp qua vô số soái ca cũng xa xa không kinh diễm bằng người trước mắt này không hổ là ảnh đế đích thật là có vài phần nhan sắc online kinh diễm thì kinh diễm nhưng chính sự vẫn phải làm lâm từ vừa định thu hồi tầm mắt đánh giá hắn ánh mắt nam nhân liền ném tới trong tròng mắt đen mang theo cảm xúc làm cho người ta xem không hiểu. Đại khái là không ngờ hắn lại đột nhiên dời ánh mắt qua, Lâm tự nhất thời ngây ngẩn cả người. Nhìn nhau vài giây, ông dư hàng nhíu mày, làm như chán ghét dời tầm mắt đi trước. Lâm tự cũng không quan tâm, quay đầu cẩn thận quan sát hoàn cảnh chung quanh nhà cổ. Trong khi đó, khách mời can vi sần đã đến đông đủ, đứng dậy và vỗ tay, phần đầu tiên của bản ghi chép hình thành thám tử sắp bắt đầu mọi người hãy chuẩn bị sẵn sàng. Chương trình giải trí lần này tổng cộng có 7 vị khách quý, quy tắc thăm dò cụ thể sẽ thông báo cho mọi người. Chương trình giải trí lần này của chúng ta chủ yếu là truyền hình trực tiếp, mọi người giữ trạng thái thả lỏng tự nhiên nhất là được rồi. Trình bày đơn giản xong vài câu cần chú ý, đạo diễn Khang liền tuyên bố mở phòng truyền hình trực tiếp, nhân số phòng truyền hình trực tiếp trong nháy mắt đột phá 10 vạn. VWC c. Tôi nhìn thấy cái gì? đây là chương trình giải trí của đạo diễn Khang mới. Ô ô ô ô rốt cuộc đời được, ta chờ mong chương trình giải trí này đã lâu. Hoàn cảnh này, Hảo có khủng bố bầu không khí, ta thích 233, Khang đạo diễn chính là cùng cái khác khủng bố tống nghệ không giống nhau. Chẳng lẽ cũng chỉ có một mình tôi chú ý đến mấy vị khách quý Khang đạo mời tới sao? Khang đạo sắp xếp như vậy không phải là cố ý chứ? Khang đạo tâm tư ngươi đừng đoán giới giải trí ai không biết trì đại diễn viên ái mộ Lâm Mạc. Chật chật chật, còn bỏ sót một đôi, các ngươi đừng quên, Lâm Bình Hoa mấy ngày trước mới cùng ảnh đế nháo qua scandal, hai người chỉ chấp mắt lại lên cùng một chương trình giải trí, hơn nữa Lâm Bình Hoa cùng Lâm Mạc quan hệ cũng không tầm thường, quan hệ này. Đạo diễn cố ý đi. Lúc đó ống kính đột nhiên kéo xa, cho bảy người đứng ở cửa biệt thự một cái toàn cảnh. Giọng nói của đạo diễn Khang lập tức vang lên. Chào mừng tất cả các bạn đến với số đầu tiên của Detective Development Handscript, chương trình truyền hình lần này được trình bày trực tiếp cho tất cả các bạn, phát sóng trực tiếp toàn bộ quá trình và không có hậu kỳ cắt nối. Chủ đề kỳ 1 của chúng ta là Hoang phế cổ Trạch. Truyền thuyết kể rằng cứ 12 giờ đêm trong cổ Trạch sẽ phát ra âm thanh kỳ quái, nhưng chủ nhân cổ Trạch đã dọn đi từ 5 năm trước. Nội dung phá án kỳ này. Tìm kiếm bí mật của cổ Trạch tìm kiếm nguyên nhân xuất hiện âm thanh trong cổ trạch. Đợi lát nữa ta sẽ phát cho các ngươi một tấm bản hiệu, các khách quý có thể căn cứ bản hiệu kết minh, cũng có thể đơn độc hành động. Quyết định sau khi kết minh tổ tiết mục sẽ đem bản hiệu hai người buộc lại, một người tối đa chỉ có thể kết minh hai người. Sau đó ta sẽ đem nhiệm vụ kỳ này phát cho các ngươi trong điện thoại di động, hoàn thành một hạng nhiệm vụ là có thể đạt được 10 điểm tích lũy có thể dựa vào những điểm tích lũy này đi tổ tiết một đổi lấy đồ ăn cùng đồ dùng sinh hoạt. Không cài đặt, không cài đặt ánh sáng và không có thiết bị an ninh. Quan sát xong ba điểm này, lại nghe được quy tắc khang đạo diễn nói, Lâm Từ giật giật khóe miệng, dương mắt nhìn nhà cổ, trừ rêu và dây leo xung quanh tường trắng, quanh thân nhà cổ còn tràn ngập hắc khí nồng đậm. Kiếp trước nàng thân là người giác sát, từ nhỏ đã có một đôi mắt âm dương, có thể thấy rõ thứ mà người thường không nhìn thấy. Ông nội của cô là một thầy phong thủy nổi tiếng, xem tư chất của cô không tệ, dạy cô xem phong thủy, vẽ phù chú, xem bói giúp người khác. Nàng thiên phú cực cao, tính lĩnh ngộ mạnh, thậm chí ở một số địa phương suýt nữa đuổi kịp gia gia. Thật vất vả mới bồi dưỡng cô trở thành thầy phong thủy toàn năng, ông nội lại bị tai nạn xe cộ qua đời. Nghĩ đến đây, đôi mắt lâm từ ảm đạm vài phần. Nhà cổ này âm khí dày đặc, hắc khí lượng lờ, vừa nhìn liền phong thủy cực kém địa phương phong thủy không tốt dễ dàng gặp chuyện không may nhất nhỏ đến phá tài lớn đến mất mạng càng miễn bàn chỉ là nghe được động tĩnh kỳ quái mà tòa cổ trạch trước mắt này rõ ràng chính là phạm vào cô âm sát cái gọi là cô âm sát cũng chính là gần nhà ở có bệnh viện nghĩa trang bãi rác lò mổ nhà tang lễ và những nơi âm sát khác âm khí khuếch tán ở những nơi âm sát này đã phá vỡ cân bằng âm dương của nhà ở khiến cho âm khí của nhà ở tăng thêm, dẫn đến cư dân sống ở gần đó phá tài bại vận, vận xui cuốn thân. Cũng không biết đạo diễn khang là tâm lớn hay là cố ý, ngay cả một chút thiết bị an toàn cũng không có liền tùy tiện để cho khách quý đi vào. Không sợ sau khi đi vào sẽ không ra được sao? Lâm từ theo bản năng liếc về phía đạo diễn khang, chỉ thấy mặt mày hiền lành, vẻ mặt tươi cười. Tốt lắm, có vẻ như đạo diễn khang đã tin tưởng và quán triệt quan điểm trên thế giới không có ma phải tin tưởng khoa học và công lý trong phòng truyền hình trực tiếp cũng nổ thành một đoàn đậu má thật hay giả nói đến mức tôi có chút sợ hãi thì làm sao bây giờ giả đi trên thế giới này sao có thể có quỷ nhất định là tổ làm chương trình tìm người sắm vai đạo diễn khang biết tiết mục này trên lầu nói như vậy ta liền yên tâm xem hơn nửa đêm trốn ở trong chăn xem truyền hình trực tiếp ha ha vụ án này nhà chúng ta ảnh đế ca ca am hiểu nhất a à, hắn chỉ số thông minh siêu cấp cao từng phút phá giải quỳ xuống cầu xin phí chính phủ nhanh chóng đem lâm từ đuổi đi đi nhìn đến mặt của nàng ta ta liền muốn ói còn cùng nhà ta ảnh đế ca ca liên thượng hai cái chương trình giải trí dám nói không phải cố ý trên lầu ở một lâm bình hoa đi chính là cản trở đi quá ghê tởm muốn diễn xuất không có diễn xuất còn làm như vậy ai thèm nhìn nàng ta đánh cuộc đợi lát nữa lâm bình hoa khẳng định kiên trì không đến một phút đồng hồ liền khóc hô muốn đi ra ha 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 nếu không ta phát sóng trực tiếp đứng ngược ăn cướp phan trong phòng phát sóng trực tiếp bắt đầu spam ồn ào muốn cho lâm từ rời khỏi giới ngắn ngủi vài phút đã đem bình luận tán gẫu về nhà cổ khủng bố phía trước xóa đi lúc đó lâm từ nhàn nhạt nhìn lướt qua mọi người suy tư một chút đột nhiên mở miệng nhà cổ này phong thủy rất kém cỏi âm khí cuốn quanh nếu như ở trong nhà cổ lâu, nhẹ thì phá tài bại vận, nặng thì nguy hiểm đến tính mạng. Huống hồ. Nàng chần chờ một lát, tiếp tục nói. Đây cũng không phải là nhà cổ gì, 10 năm trước nơi này kỳ thật là một bãi tha ma, bởi vì một ít nguyên nhân bị sang bằng mà thôi. Chính là bởi vì như vậy, mới có thể làm cho tòa nhà cổ này âm khí dày đặc, phàm là đi ngang qua nơi này không phải bệnh nặng một hồi thì là sự nghiệp gặp khó khăn, tài vật khó giữ được đạo diễn khang. Mọi người. Bọn họ đều dùng ánh mắt thiểu năng nhìn cô chầm chầm, duy chỉ có hai tròng mắt ôn dư hàng hơi nâng lên, ánh mắt hứng thú nhìn cô chầm chầm, không biết đang suy nghĩ cái gì. Màn đạn cũng ngừng lại trong chớp mắt, lập tức lại sôi trào chiếm đầy màn hình. Ta kháo. Lâm Từ sẽ không cảm thấy mình rất trâu bò chứ. Hồ ngôn loạn ngữ cái gì chứ? Cô ấy lại biết, mau đưa đến bệnh viện tâm thần đi, tôi thấy bệnh này đã giai đoạn cuối. Sớm nhìn nàng không vừa mắt, muốn ghi thì ghi, không ghi thì cút. Chương hàm đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội trào phúng, khinh miệt cười, chăm ngòi thổi gió. Lâm Từ, cô sao vậy? Đây chính là địa điểm đạo diễn khang chọn, cô cho rằng cô là thầy phong thủy sao, đến phiên cô ở đây nói này nói nọ. Đúng vậy, còn nói cái gì là nghĩa trang, muốn nói dối cũng phải nói thực tế một chút chứ cô ta lấy đâu ra lá gan dám nghi ngờ chương trình giải trí của đạo diễn Khang. Chính là mời góp đủ số, kiêu ngạo như vậy. Những người còn lại cũng liên tiếp cười nhạo, nếu là đổi lại người khác lúc này chỉ sợ đã sớm chịu không nổi chạy, nhưng Lâm tự như cũ vẻ mặt bình tĩnh, phản phất bọn họ mắng không phải nàng đồng dạng. Đạo diễn Khang nhìn không nổi nữa, ho khang một tiếng. Được rồi đừng náo loạn, mời khách quý vào đi. Khang đạo nói rất có lực chấn nhiếp, mấy người gật đầu vội vàng đi vào cổ trạch không nghe lời đại sư chịu thiệt ở trước mắt lâm từ yên lặng suy nghĩ khẽ lắc đầu nhanh chóng đi theo sau khi đi vào nhà cổ phát hiện ánh đèn lúc sáng lúc tối đồ dùng trong nhà đầy đủ mọi thứ đều chồng chất không ít bụi bặm thậm chí khi mở cửa bụi bặm phả vào mặt khiến mọi người sặc thật lâu vừa tỉnh táo lại cửa lớn nhà cổ đột nhiên tự động đóng lại phát ra động tĩnh không nhỏ tất cả mọi người kinh ngạc ngây ngẩn cả người. Hết chương này. Chương 4 Cấp cho nhiệm vụ Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 4 Phát nhiệm vụ các khách mời bị dọa nhảy dựng lên, nhao nhao nhìn về phía cửa, lại không hẹn mà cùng dời ánh mắt về phía đạo diễn khang. Đạo diễn khang kiên nhẫn giải thích. Mọi người không cần kinh hoảng, là tôi bảo nhân viên bên ngoài đóng cửa, để tăng thêm hiệu quả tiết mục. 666, thao tác này cũng làm tôi giật nảy mình. Không hổ là đạo diễn khang của anh. Lâm từ đứng ở một bên hiếp mắt đánh giá phòng khách nhà cổ, hắc khí nơi này rõ ràng nồng đậm hơn bên ngoài nhà cổ, nếu ở chỗ này lâu chỉ sợ sẽ có chuyện không tốt phát sinh. Húng chi nơi đây ở ngoài đồng hoang độc lập một trạch, khí tràn khuếch tán, âm khí quá nặng, hơn nữa đã nhiều năm không có người ở, nếu dính vào thứ bẩn thiểu gì đó có thể không tốt đang lúc lâm từ suy nghĩ, một bóng đen nhanh chóng xẹt qua trước mắt nàng, còn mơ hồ phím hồng quang. Những khách mời khác hiển nhiên cũng thấy được một màn kia, kinh ngạc. Thứ gì? Bóng đen vừa rồi ở đâu ra? Màn đạn trong phòng truyền hình trực tiếp biến mất trong chớp mắt, ước chừng qua nửa phút, mới lần nữa điên cuồng soát lên. Vê đúc vê đúc. Tôi vừa nhìn thấy gì? Đó là bóng đen phải không? Đúng không đúng không? tôi không hoa mắt chứ. Trong biệt thự cư nhiên thật sự có quỷ ảnh. Lâm Bình Hoa này còn không bị dọa điên rồi 2333 sẽ không thật sự. Có quỷ chứ. Hù chết người ô ô ô. Trên lầu đừng nói bậy, đây nhất định là khang đạo làm ác tác kịch, chúng ta phải tin tưởng khoa học. Lâm Mạc kinh ngạc trừng to mắt, lui về phía sau vài bước, đáy mắt hiện lên nước mắt. Rất hiển nhiên, cô bị bóng đen kia dọa khóc. Trì nhiên chú ý tới sự khác thường của cô, chạy tới thấp giọng an ủi. Không có việc gì, đó đều là đùa giỡn, đừng sợ có anh ở đây. Năm lăm hai người bọn họ đập chết em, nhìn ca ca tốt như vậy, mạc mạc liền tiếp nhận đi. A a a a những lời này thật chọc ta, thật sự cảm giác an toàn bạo rạp. Mạc mạc bảo bối, nếu em không theo, fan của chúng tôi sẽ thay em theo a a a a, lâm mạc cắn môi dưới, ngẩng đầu nhìn thoáng qua bên cạnh thần sắc lạnh nhạt ôn dư hàng, thấy hắn mặt không gần sống, trong lòng có chút mất mát. Cô Hào Phóng cười cười. Em không sao, em rất kiên cường. Anh đi bảo vệ chị em đi, chị ấy nhát gan như vậy, lại là lần đầu tiên tham gia loại hình giải trí này, anh đi chăm sóc chị ấy đi. Trì nhiên thu lại nụ cười, ánh mắt chuyển sang lâm từ, lạnh lùng nói. Cô ấy đáng đời, ai cho cô ấy tham gia? lâm từ vô tội nằm thương sao cái gì cũng có thể liên quan đến cô lời này rõ ràng là đang kéo thù hận a à? lâm từ lười đi tranh luận chỉ quay đầu lại nhíu mày tôi không sao cả dù sao người bị bóng đen dọa khóc cũng không phải tôi lâm mạc biến sắc hai tay bên cạnh bỗng nhiên nắm chặt phẫn hận cắn răng con tiện nhân lâm từ này khi nào thì trở nên nhanh mồm nhanh miệng như vậy nếu không là muốn thừa dịp chương trình giải trí tiếp cận ông dư hàn Đánh chết cô cũng không đến chương trình giải trí rách nát này. Đừng đắc ý, nếu để cho nàng tìm được cơ hội, nhất định phải hảo hảo sửa chữa tên ngu xuẩn này. Phòng truyền hình trực tiếp phan nhóm tự nhiên cũng nghe được những lời này, nhưng không có một cái màn đạn là cười nhạo, đều đang an ủi Lâm Mạc đừng sợ hãi. Mạc Mạc nhát gan, tổ làm chương trình của các cậu thiết kế cũng quá kinh khủng, không trách Mạc Mạc sợ khóc A. Mạc Mạc đừng sợ, đều tại tổ tiết mục không có việc gì thiết kế cái bóng đen gì đều đem mạc mạc chúng ta dọa khóc cười chết sao chỗ nào cũng có lâm từ mạc mạc dù sao cũng là em gái anh ngay cả chút an ủi cũng không có giả bộ cái gì đây là chương trình giải trí kinh dị a à, cũng không phải cuộc thi sắc đẹp gì lá gan nhỏ như vậy làm gì còn muốn tới tham gia Trì nhiên không quen nhìn cô kiêu ngạo như vậy cười nhạo có vài người chính mình vừa rồi cũng không chừng bị dọa gần chết lại còn có mặt mũi ở chỗ này nói người khác. Nói xong, hắn còn ý tứ liếc mắt nhìn Lâm từ một cái. Người nào đó, trong miệng hắn là ai, mọi người ngầm hiểu, chỉ yên lặng đem tầm mắt cùng dời về phía Lâm từ, nghiễm nhiên một bộ xem kịch vui. Lâm từ nhíu mày, ngước mắt nhìn hắn chầm chầm nửa giây, cười khẽ. Có vài người, bị bạch liên hoa lợi dụng làm liếm chó nhiều năm như vậy, nhập vai quá sâu, ngay cả tiếng người cũng không biết nói chỉ có thể liên tục sủ điên cuồng về phía người khác. Trì nhiên. Những lời này không thể nghi ngờ là đâm vào chỗ đau của hắn. Trì nhiên trực tiếp nổ tung, tức giận đến xanh mét, anh nói ai liếm chó. Anh không biết nói tiếng người đâu. Ngồi đúng số. Trì nhiên. Hắn và Lâm Mạc đã quen biết từ nhiều năm trước, là bạn học thời đại học, theo đuổi Lâm Mạc đã nhiều năm. Mỗi lần cô đều như gần như xa anh, trong lúc đó anh cũng tặng hoa thổ lộ vô số lần lâm mạc vừa không đáp ứng cũng không cự tuyệt khiến anh mỗi lần đều không hiểu ý của cô vừa đuổi theo tới bây giờ hắn so với lâm mạc tiến vào vòng sớm cho nên người trong vòng rất sớm đã biết trì nhiên đang truy lâm gia thiên kim thẳng đến lâm mạc mấy tháng trước cũng tiến vào giới giải trí chuyện này mới bị lửa nóng bạo ra lên hot sớt vốn yêu lâm mạc mạc mà không được nóng vội lại bị lâm từ anh căm hận đưa lên sân khấu nói trì nhiên suýt nữa tức giận ra nội thương. Hắn không cần mặt mũi sao? Hơn nữa, đây không phải là một chương trình giải trí kinh khủng sao, tại sao phải lấy chuyện thương tâm của anh ra chê cười anh? Lâm từ nữ nhân này, quả nhiên là ác độc. Ô, mùi thuốc súng 10 phần A, một hồi đại chiến xé bức, liếm chó, cùng bình hoa, bắt đầu. Ha 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 ha, đối số nhập tọa, cười chết lâm từ làm sao như vậy biết dỗi ha ha ta hẳn là tới chút bỗng ngô, thứ này so với phim truyền hình thú vị hơn nhiều. Không phải, chẳng lẽ chỉ có một mình ta chú ý tới Lâm từ nói bị lợi dụng làm liếm chó sao? Anh trai nhà ta căn bản cũng không có làm liếm chó, đều là Lâm Bình Hoa tại bịa đặt, buồn nôn muốn chết, cố ý muốn cọ nhiệt độ đi, mau cút ra khỏi giới giải trí đi. Phục rồi, Lâm Bình Hoa thích ác ý phỏng đoán người khác như vậy, tôi cũng không muốn tiếp tục xem nữa, đạo diễn nhanh lên đổi người đi nhiệm vụ đã được phát vào di động của các ngươi chia làm nhiệm vụ chủ yếu và nhiệm vụ cá nhân đợi phong ba lắng xuống đạo diễn khang lại mở miệng nhàn nhạt cười nhiệm vụ chủ yếu là các khách quý đều phải hoàn thành mà nhiệm vụ cá nhân là bí mật nói cách khác ngoại trừ chính cậu không ai biết nhiệm vụ cá nhân của cậu là cái gì mà lúc cậu làm nhiệm vụ cá nhân không thể bị khách quý khác phát hiện nếu không cho dù đào thải điểm tích lũy sẽ toàn bộ biến mất nhiệm vụ sẽ đổi mới không đúng giờ, xin chú ý, có một số nhiệm vụ liên quan đến manh mối, xin mọi người nghiêm túc hoàn thành. Tiếp theo xin mời các khách quý trước tiên tham quan cổ trạch một chút, có thể kết minh với nhau, thời gian kết minh hết hạn đến 8 giờ sáng mai. Đinh Lâm từ theo bản năng lấy điện thoại di động ra, liếc mắt nhìn tin nhắn. Thám tử gia số 75 từ, ngươi nhiệm vụ cá nhân như sau. Một, tìm được một chiếc chìa khóa có dây đỏ. Hai, tìm mật thất nhà cổ, lấy được một con búp bê vải màu đỏ. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ đạt được 20 điểm, nếu không hoàn thành sẽ bị loại, chờ đợi vòng nhiệm vụ tiếp theo mở ra. Lâm Từ chợt cảm thấy đau đầu, sao lại có nhiều nhiệm vụ như vậy? Nhà cổ này âm trầm quỷ dị, nàng cảm thấy ngoại trừ phạm vào cô âm sát, khẳng định còn cất giấu bí mật khác. Cho nên nàng quyết định trước tiên nghĩ biện pháp phá cô âm sát này, lại đi tìm tòi nghiên cứu bí mật sau lưng cổ trạch nhân tiện hoàn thành nhiệm vụ nhưng không nghĩ tới chỉ là nhiệm vụ cá nhân liền phiền toái như vậy hơn nửa nhiệm vụ chủ yếu vậy nàng còn có thời gian đi tra xét bí mật sao phá án cho tốt không được sao nhất định phải làm những nhiệm vụ hoa lý hồ tiêu này lâm từ ở trong lòng chăm chọc thấy các khách quý đều bắt đầu đi tham quan nhà cổ khắp nơi cô cũng không muốn nhàn rỗi xoay người vừa định đi bên cạnh liền truyền đến một giọng nói nhỏ yếu xin chào xin hỏi tôi có thể kết minh với anh không? Hết chương này. Chương 5 Kết minh Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 5 Liên minh lâm từ ngẩn ra, đột nhiên ngoái đầu nhìn lại. liền thấy tiền lạc lạc co quắp đứng trước mặt nạn, nhẹ nhàng cười. Cái đó. Nếu như không thể thì thôi, không cưỡng cầu. Nói xong, nàng còn nhanh chóng vẫy tay với nàng, thần thái khẩn trương. Lâm từ cẩn thận đánh giá cô. Người này nàng biết là hoa đáng thực lực mới nổi tiếng gần đây. Dựa vào một bộ phim tiên hiệp hot toàn mạng, có khuôn mặt mối tình đầu quốc dân, giành được không ít giải thưởng diễn viên, tính cách lại cực kỳ ngại ngùng thẹn thùng, nghe nói lá gan so với Lâm Mạc còn nhỏ hơn. Bất quá cảm giác tồn tại của cô cực thấp, nói không khoa trương chút nào, chỉ cần không có ai cu cô, cô có thể hoàn toàn trong suốt đến khi chương trình giải trí kết thúc nàng lại nghĩ đến tìm nạn kết minh điều này làm cho đáy mắt lâm từ tràn ra một chút ý tứ ngoại ý muốn về đúc c tiền lạc lạc lại muốn tìm lâm từ kết minh không sợ cản trở chọn ai không được cần phải chọn lâm bình hoa chọn nàng nạn có thể làm được cái gì ta lại không nói gì để đối phó với sóng thao tác này lạc lạc tại sao phải đem chính mình biến thành hèn mọn như vậy lâm bình hoa kém cỏi như vậy hẳn là vội vàng đến nịnh bợ ngươi có được hay không ha ha ta thật hết chỗ nói muốn chết tiền lạc lạc cũng không sao chứ nhìn bộ dạng trà xanh của nàng ghê tởm như lâm bình hoa phục rồi hai người nhát gan tụ cùng một chỗ hai người kết minh cái này còn có cái gì đáng xem thấy vẻ mặt cô chân thành lâm tự suy nghĩ một chút mỉm cười có thể nghe vậy tâm tình bất an của tiền lạc lạc mới dần dần trầm tĩnh lại thở phào nhẹ nhõm sau khi hai người cố định bản số lâm từ mới phát hiện đã có khách quý kết minh trước các nàng ba người kết minh theo thứ tự là lâm mạc chương hàm và trì nhiên không cần phải nói trì nhiên tuyệt đối là mặt dày đi về phía lâm mạc đoán chừng là muốn tìm lâm mạc kết minh lại bị chương hàm chặn hồ bất đắc dĩ chỉ có thể ba người đồng hành nhìn đến đây phan trong phòng truyền hình trực tiếp lại dần dần sôi trào lên cơ bản đều là dập chính phú lúc này lâm từ đột nhiên hỏi Ngươi vì sao muốn tìm ta kết minh? Tiền lạc lạc. Bởi vì ta cảm thấy ngươi nhìn qua rất dễ ở chung nha, không giống như bên ngoài nói, cho nên muốn đến tìm ngươi. Hơn nữa, giọng cô dừng một chút, ánh mắt lóe lên một ngôi sao nhỏ. Anh quá lợi hại, dám oán hận trì nhiên. Anh không biết, trì nhiên nổi tiếng là người độc mồm độc miệng trong giới, chỉ cần chọc đến anh ta, nhất định sẽ bị anh ta châm biếm từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài một lần. Vừa rồi đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy trì nhiên ăn mệt ở chỗ người khác. Lâm Từ Cô xấu hổ kéo môi, không nói gì nữa, dẫn cô đi tham quan nhà cổ. Cư dân mạng trong phòng truyền hình trực tiếp còn đang bởi vì đoạn lời kia của tiền lạc lạc mà lướt qua màn đạn. Nói như vậy thật đúng là, tôi theo đuổi ngôi sao nhiều năm, cho tới bây giờ chưa từng thấy trì nhiên ở chỗ người khác bị bóp méo a. Ha 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 ha, đối số nhập tọa lúc ấy trì nhiên mặt đều bị tức xanh cười chết ta ha 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 nhanh mộng nhanh miệng anh nhiên đắc tội với cô sao sao không mở bình nào đây không phải khiến mạc mạc và anh nhiên không xuống đài được sao trên lầu nói đúng lâm từ không phải cái gì đồ tốt cái này khẳng định là vì trên nóng lục soát thu hút ánh mắt người nhưng ngàn vạn lần đừng cho chuyện này nhiệt độ chúng ta không thể để cho lâm từ thực hiện được thuần người qua đường ta như thế nào cảm thấy lâm từ vừa mới oán người thời điểm có điểm khóc trên lầu bao nhiêu tiền một cái một bình hoa có phan không trong phòng truyền hình trực tiếp cãi và không nớt lâm từ hồn nhiên không biết lại đột nhiên dừng bước đi tới trước một cửa sổ ngẩng đầu nhìn nó cửa sổ đã rất nhiều năm không ai lau qua khung cửa sổ bề ngoài chồng chất không ít bụi bặm ngay cả trên thủy tinh cũng là thậm chí cũng không thể xuyên thấu qua thủy tinh nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ chỉ có thể thông qua ánh sáng để phân biệt ngày hay đêm. May mắn chính là tu vi kiếp trước của Lâm Từ còn thừa chút ít, có thể tinh tường xuyên thấu qua thủy tinh thấy rõ ngoài cửa sổ, khi nhìn thấy cây đại thụ đối diện cửa sổ kia, chợt nhíu chặt lông mày. Cửa sổ chính là cửa khí, giả như trước cửa nhà hoặc trước cửa sổ có một cây đại thụ đối diện, mà so với cửa sổ cao hơn rất nhiều, rất dễ dàng phạm cô âm sát. Thực vật thuộc loại âm tính, cho nên cũng gọi là cây đụng sát. Hơn nữa cổ trạch vốn là một nghĩa trang, lại ở bên ngoài hoang dã độc đáo một ngọn cờ, nhất định phải mau chóng phá giải cô âm sát, nếu không đợi ở chỗ này không quá hai ngày, thể yếu liền có thể xuất hiện nguy hiểm tính mạng. Nghĩ tới đây, Lâm Từ lại ngước mắt nhìn lên lầu hai, đồng tử đột nhiên co lại. Tình huống gì? Hắc khí lầu hai so với lầu một còn nồng đậm hơn, hơn nữa còn mang theo hồng khí nhẹ nhẹ, người thể trạng bình thường nếu đi vào, làm sao chịu nổi? xem ra lầu hai là nơi đại hung, năm năm trước nơi đó nhất định đã xảy ra chuyện gì. Nhưng lấy tu vi hiện tại của nàng còn chưa tới lầu hai tìm hiểu đến tột cùng, chỉ có thể trước tiên đem cô âm sát giải quyết, đợi cô âm sát hoàn toàn tiêu tán, hắc khí lầu hai sẽ biến mất, lại vào lầu hai dò xét sẽ dễ dàng hơn nhiều. Tiền lạc lạc nhìn vẻ mặt nàng cực kỳ đặc sắc, sợ hãi nuốt nước miếng. Lâm từ, ngươi không sao chứ? Lâm từ phục hồi tinh thần, chống lại đôi mắt sợ hãi của cô gái lắc đầu em không sao không sao là tốt rồi tiền lạc lạc thở phào nhẹ nhõm vừa rồi hù chết nàng nàng còn tưởng rằng lâm từ bị người đoạt xá chứ cô cẩn thận kéo góc áo lâm từ đề nghị phòng khách lầu một đều bị chúng ta tham quan hết rồi chúng ta lên lầu hai xem một chút đi nói không chừng nơi đó có manh mối gì à bất chấp tôi đã sớm muốn nhìn lên lầu hai đáng tiếc không có một khách quý nào đi lên lạc lạc không hổ là tiểu trí nan người khác cũng không nghĩ tới điểm nàng nghĩ tới nói không chừng lầu hai thật sự có manh mối gì đâu bất quá chỉ dựa vào chút can đảm của lâm từ cô dám đi lên sao lên tầng hai lâm từ giật mình theo bản năng cự tuyệt không được không thể đi nói giỡn ngay cả nàng đều kiên kỵ thứ trong lầu hai nếu để tiền lạc lạc đi vào còn được sao Cô nắm lấy tay tiền lạc lạc, anh cũng không thể đi. Vẻ mặt tiền lạc lạc hoang mang. Vì sao? Lầu 2 là nơi âm sát, nếu so với lầu một hung hiểm hơn, là đại hung vị. Lâm từ nghiêm túc hồi đáp. Một khi đi vào thì rất có thể không ra được. Tiền lạc lạc. Nàng không tự chủ được nhìn về phía lầu 2, phát hiện nơi đó ngoại trừ cầu thang cái gì cũng không có. Khiến cô có chút ngoài ý muốn chính là, phòng khách lầu một tuy rằng lúc sáng lúc tối nhưng tốt xấu gì cũng có chút ánh đèn chiếu sáng lầu hai lại không có một chút ánh sáng sơn đen như mực nhìn có chút dọa người tiền lạc lạc sợ tới mức lui về phía sau sắc mặt trắng bệch ta kháo lâm tự có phải có bệnh hay không thật nên đi bệnh viện trị liệu cô ấy làm sao biết lầu hai không thể đi chẳng lẽ cô ấy đã tới nơi này ta thật ha hả chính là không có cái kia lá gan đi thôi còn nói cái gì âm sát chi địa thật đúng là lấy mình làm đại sư tại sao đạo diễn lại mời cô đến có phải kim chủ của lâm bình hoa đã ném tiền cho đạo diễn rồi không trên lầu một tôi cũng nghĩ như vậy nhưng lầu hai cái gì cũng không có a à, chúng ta cầm điện thoại di động chiếu sáng lên xem cũng không có phiền toái gì chứ là ngôi sao tiền lạc lạc vẫn lo liệu nguyên tắc không tin phong thủy quỷ thần không mê tín tuy rằng tính tình cô yếu đuối nhưng chỉ tin tưởng vững chắc những gì mình đã thấy, tuyệt đối không tin lời đồn, lại càng không tin phong thủy mê tín. đây cũng là một trong những nguyên nhân vì sao cô lựa chọn lâm từ. Hơn nữa, tiền lạc lạc bỗng nhiên chỉ về phía cầu thang đối diện, nhỏ giọng nói. Bọn trì nhiên đã đi lên. Lâm từ. Hết chương này. Chương 6. Đầu năm nay, cũng không sánh bằng rừng sứ sao. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 6 Đầu năm nay, đều so không lại lâm từ sao? Cái gì? Đồng tử lâm từ động đất, lập tức quay đầu nhìn sang. Chỉ thấy trì nhiên mở đèn pin di động, vẽ mặt hưng phấn từng bước một đi lên lầu hai. Lâm mạc và chương hàm theo sát phía sau, động tác nhẹ nhàng khẩn trương, thân thể cũng run rẩy vì sợ hãi. Lâm từ Thật sự là sợ cái gì tới cái đó. Lầu hai cùng lầu một phòng khách rõ ràng không giống nhau, người bình thường không phải nên sợ hãi tránh đi sao ba người này thuộc họ mèo sao lòng hiếu kỳ nặng như vậy cô âm thầm trợn trắng mắt vẫn là nhiên ca ca chúng ta gan lớn cắt người nào đó ngay cả chút can đảm này cũng không có cũng đừng đi ra mất mặt xấu hổ ta cảm thấy lầu hai nhất định có cái gì đó không biết có phải hay không manh mối gì mạc mạc thân thể yếu như vậy cũng dám đi lên lâm từ không dám nói ra mất mặt chết người người ta thế nhưng là cao quý lâm gia thiên kim chỉ là tới nghỉ phép đấy các ngươi cũng đừng quấy rầy người ta nghỉ phép a trì nhiên bước nhanh về phía trước thỉnh thoảng dừng lại quay đầu lại chờ lâm mạc nhưng hắn phát hiện cầu thang này cư nhiên càng đi càng phí sức hai chân giống như là buộc quả cầu chỉ không nâng lên được mới đi chưa được mấy bậc thang anh đã mệt đến thở hồng hộc trán thấm đầy mồ hôi trì nhiên giơ tay lau một cái nói thầm chuyện gì xảy ra hắn thật sự đi không nổi nữa nhìn không được khom lưng thở dốc thở dốc đồng thời trong lòng cũng có chút khiếp sợ không có khả năng a à, hắn thường xuyên đến phòng tập thể thao rèn luyện thể hình bình thường chạy 800 trăm mét dư giả làm sao có thể lên mấy bậc thang liền mệt mỏi trì nhiên quay đầu lại muốn nhìn xem lâm mạc các nàng tới nơi nào ai ngờ các nàng dĩ nhiên chỉ đi hai ba cái bậc thang liền không được trì nhiên đây rốt cuộc là tình huống gì hắn vốn muốn lên lầu hai hảo hảo ở lâm mạc trước mặt biểu hiện một phen không nghĩ tới hắn ngay cả cái cầu thang đều không lên được cái này nếu truyền ra ngoài sẽ bị người chê cười a à. lầu hai sát khí nặng huống hồ bây giờ vẫn là đêm khuya sát khí sẽ so với ban ngày càng nồng ngươi một người bình thường không lên được là rất bình thường đi sáu bảy cái bậc thang đã là cực hạn đi về phía trước đi xuống ngươi khả năng sẽ không xuống được thanh âm thanh thúy dễ nghe vang lên bên tai trì nhiên khiếp sợ trừng to mắt cố hết sức quay đầu lại hai tay lâm từ khoanh trước ngực thần sắc bình tĩnh đứng ở phía sau hắn anh mau xuống đi trì nhiên nhăn mày lại cô và anh chỉ cách nhau hai bậc thang anh đã mệt thành chó mà lâm từ lại bình tĩnh như chưa từng xảy ra chuyện gì màn đạn trong phòng truyền hình trực tiếp dần hiện ra tình huống gì trì nhiên xảy ra chuyện gì sao lên mấy bậc thang liền mệt thành như vậy? ha 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 trị nhiên không được a à? lâm từ người ta ngay cả lên vài bậc thang cũng không có việc gì đầu năm nay đều không sánh bằng lâm từ sao? có phải là hư không? không nên a à? cho dù thế nào cũng không có khả năng lên mấy bậc thang liền mệt đi giải thích duy nhất chính là hắn hư rồi ha 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 không thể nào không thể nào mấy ngày nay có phải anh thiếu rèn luyện không? sao lâm bình hoa còn lợi hại hơn anh ấy rất hiển nhiên sự chú ý của cư dân mạng trong phòng truyền hình trực tiếp đều dồn vào thể lực trì nhiên không tốt lựa chọn bỏ qua lời nói của lâm từ bọn họ cho rằng lâm từ cái gì cũng không hiểu cái gì cũng không biết vướng víu từ khi lên chương trình giải trí liền bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ nhất định là thủ đoạn tâm cơ tranh thủ nhiệt độ cho nên cũng không hề chú ý nhưng trong lòng mọi người đã nhận định lâm từ điên rồi trì nhiên cũng cho là như vậy. Lòng tự trọng lập tức tăng lên, hắn cảm thấy lâm từ đang vũ nhục chính mình, châm biếm. Chính mình không có bản lĩnh liền tới hạ thấp người khác, ngươi dựa vào cái gì nói ta không lên được. Ta vừa rồi chẳng qua là tham quan mệt mỏi mà thôi, chờ ta nghỉ ngơi tốt rồi, lên cái này cầu thang còn không phải là phút đồng hồ chuyện nhi. Lâm từ Nhìn biểu tình đắc ý vênh váo tự đắc mà lỗ mũi hướng lên trời của hắn, lâm từ thấy ngứa tay, thật muốn đi lên cho hắn một quyền. Tôi đã nói rồi, nhất định là nhiên ca ca phát huy không tốt, lâm từ còn đặt ở đó cười nhạo, chờ nhiên ca ca nghỉ ngơi tốt, tốc độ kia nhanh đến mức chói mù mắt chó của cậu. Nhiên ca ca cố lên. Cho lâm từ tên ngu ngốc này một bài học. Ta đi, phan các ngươi có phải hay không đều có cái gì bệnh nặng, các ngươi con mắt nào nhìn thấy lâm từ đang cười nhạo trì nhiên. Người ta hảo tâm đi lên hỏi một chút, đã bị các ngươi chính chủ ác ý phỏng đoán thành như vậy. Như thế nào, lâm từ là cướp nhà các ngươi tiền hay là giết chết cha mẹ các ngươi? Ngươi xem, trên lầu cái kia lâm từ tiểu mê muội nhóm lại tới tẩy, dù thế nào tẩy một dạng cũng là hồ cà. Người này sao lại thích não bổ như vậy? Lâm từ dùng ánh mắt thiểu năng nhìn hắn, cười nhạo một tiếng. Quên đi, hắn muốn đi chịu chết nàng cũng không ngăn cản, chết cũng chính là mua cái quan tài chung chuyện vấn đề không lớn vì thế sau khi lâm tự nói một câu xin cứ tự nhiên liền không chút do dự không người rời đi nàng cũng không quan tâm trì nhiên sống chết xuất phát từ hảo tâm khuyên hắn xuống chính hắn không nghe khuyên nàng lại có biện pháp gì trở lại lầu một phát hiện các khách quý đều tụ tập ở đầu cầu thang thấy nàng đi xuống ánh mắt mấy người đều chuyển qua trên người nàng chương hàm nhìn phía sau cô không vui chất vấn trì nhiên đâu. Cô không mang anh ta xuống sao? Giọng điệu cứng trắng khiến Lâm tự nhất thời nhíu mày, trực tiếp phớt lờ lời cô nói. Chương hàm. Anh biết sao? Em hỏi anh, sao trì nhiên không xuống? Chương hàm tức giận nghiến răng nghiến lợi, mạc mạc khóc gấp rồi, sao anh không đưa nó xuống? Lâm mạc mắt trưng trưng, nức nở nói. Em chỉ là lo lắng trì nhiên ca ca có thể gặp nguy hiểm hay không, dù sao lầu hai nhìn qua rất đáng sợ tỷ tỷ chỉ có thể lên một chuyến nữa không lời vừa nói ra có không ít phan lại bị lâm mạc giới phan hâm mộ a à, vẫn là mạc mạc thiện lương biết nghĩ đến trì nhiên tôi biết ngay chính phú tôi dập đầu là thật a a a a mạc mạc quan tâm rõ ràng như vậy có phải có nghĩa là quan tuyên rồi không lâm mạc thật thiện lương a à, không giống lâm từ mới bị nói vài câu liền xoay người không để ý tới, cái độ chơi trách nát gì a, à, trách không thể không nổi lửa, đáng đời. Ô ô ô bộ dạng đẹp mắt lại thiện lương như vậy, đường chuyển phan. Lâm Từ Nàng có thể đi lên nguyên nhân đơn giản là dựa vào kiếp trước tu vi, bằng không lấy nguyên chủ thân thể, sợ là mới lên đến hai cái bậc thang cũng đã không được. Mỗi lần đi lên một lần đều phải tiêu hao tu vi của nàng, kẻ ngốc mới có thể lại đi lên đây, nàng đầu óc lại không hố không đi lâm từ quả quyết cự tuyệt muốn đi thì tự cậu đi lâm mạc càng khóc dữ dội hơn mẹ nó lâm từ này giả bộ cái gì thật cho rằng mạc mạc là cầu xin anh đi sao ta cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy qua minh tinh nào giống như lâm từ ghê tởm muốn chết chẳng lẽ chỉ có một mình tôi cảm thấy lâm từ không nên đi sao cô ấy không nợ ai cả dựa vào cái gì phải đi một chuyến a lâm mạc không đi là được các người cũng quá sông tiêu đi. Lầu trên huy một, những fan này trúng ta rồi. Chương hàm tức giận, giơ tay lên muốn đánh cô, nhưng sau khi đối diện với ánh mắt lâm từ thì bị chấn động. Đôi mắt kia trầm tĩnh lại không mất đi sắc bén, lạnh lẽo như đầm sâu, cảm giác áp bách mười phần. Trong lòng chương hàm bỗng nhiên dâng lên một cổ sợ hãi, cứ như vậy sững sờ tại chỗ. Lâm Mạc thấy tình huống không đúng, mới giả bộ hiền lành ngăn chương hàm lại, ủy khuất nói, hàm hàm cậu không cần trút giận cho tôi, tôi không sao, chúng ta không nên ép buộc xứ xứ đi, vẫn là tôi đi thôi. Cô càng nói như vậy, chương hàm và cư dân mạng lại càng cảm thấy Lâm Từ quá mức ác độc. Cũng càng có thể làm nổi bật sự thiện lương và đáng thương của Lâm Mạc, con người luôn nhiên về yếu thế, không bao lâu sau phòng truyền hình trực tiếp liền điên cuồng quét lên để cho Lâm Từ cút ra khỏi chương trình giải trí, cút ra khỏi giới giải trí ngay cả nhân viên công tác xung quanh cũng có không ít tiếng nghị luận về cô vốn nên tự cậu đi đây là chương trình giải trí cũng không phải nhà cậu không phải ai cũng nuông chiều cậu bỗng dưng một giọng nói lạnh nhạt trầm thấp từ bên cạnh mọi người truyền đến lâm từ ngẩng ra ngẩng đầu lên nghi hoặc nhìn về phía chủ nhân của thanh âm kinh ngạc lại là ôn dư hàng hết chương này chương bảy lá bùa bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 7 Giấy phù lại là hắn. Lâm tự có chút kỳ quái, nàng nhớ rõ đoạn thời gian trước nguyên chủ còn cùng hắn xào chính phú A. Theo lý mà nói, hắn hẳn là rất chán ghét nàng, như thế nào còn có thể giúp nàng nói chuyện. Lâm Mạc cũng không nghĩ tới ôn dư hàng sẽ đột nhiên lên tiếng, sắc mặt trắng bệt, ánh mắt khó có thể tin, lạ chả mà khóc. Anh dư hàng, không thể làm anh không vui em đi đây. Nói xong, nàng liền cúi đầu, đáy mắt lập tức hiện ra một tia tàn nhẫn. Ông Dư Hàng trong giới giải trí giữ mình trong sạch, cao quạng cu ẻ quý, tham gia chương trình giải trí giống như một người đứng xem, rất ít thấy anh chủ động nói chuyện với người khác, cũng chưa từng thấy anh giúp đỡ người khác. Thế nhưng, vừa rồi, hắn lại giúp đỡ tiện nhân Lâm Từ kia oán hận nàng. Nhất định là Lâm Từ ở sau lưng câu dẫn anh Dư Hàng của cô, thật không biết xấu hổ. Ta ca, tà ca, đây là thật sao? Ông ảnh đế cương nhiên phá lệ ở trong chương trình giải trí mở miệng vàng. Thực chủ y sao? Hai người bọn họ ở cùng một chỗ. Mấy ngày trước không phải còn bị ép buộc trói chính phú sao? Không có khả năng. Điều này tuyệt đối không có khả năng. Nhất định là lâm từ ở sau lưng dở mưu kế. Nói chính phú thực chủ y tỉ mùi, các ngươi cũng không ngẫm lại, ông dư hàng chính là ảnh đế a. À bộ dạng đẹp trai lại có tiền, làm sao có thể để ý Lâm Bình Hoa loại này tiểu hồ gia. Trên lầu nói đúng, anh trai tôi dịu dàng săn sóc, giúp tôi nói hai câu thì sao? Màn đạn nhất thời loạn thành một đoàn. Lâm từ lạnh lùng nhìn Lâm Mạc thương tâm muốn chết, trong lòng không hề gận sống, thậm chí còn có chút muốn cười. Kiếp trước nàng coi như là gặp qua không ít muôn hình muôn vẻ người, nhưng giống như Lâm Mạc như vậy vừa tiện lại trà xanh đấy, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Chương Hàm thấy thế, lập tức chạy tới an ủi. Mạc Mạc đừng khóc, chúng ta không đáng vì một người không giữ lời như vậy mà đau lòng, cô ấy không xứng. Lâm Từ Hình như cho tới bây giờ tôi chưa từng đáp ứng sẽ mang trì nhiên xuống. Cô lạnh nhạt giải thích. Các anh đã không muốn anh ấy gặp chuyện không may như vậy, vì sao không tự mình đi lên? Những gì mình không muốn chớ làm cho người khác, đạo lý này không hiểu sao? nửa đêm lên lầu hai là phải dựa vào nghị lực thân thể cùng thể lực nếu như nàng giờ phút này còn là kiếp trước thể chất lên cái cầu thang không cần tốn nhiều sức lực nhưng nàng hiện tại toàn thân ngoại trừ kiếp trước bảo lưu lại nghị lực cùng không còn lại bao nhiêu tu vi hai bàn tay trắng nàng chỉ có thể tiêu hao tu vi có thể đi lên một chuyến đã là rất tốt rồi anh chương hàm bị nghẹn lâm từ thật ích kỷ nếu mạc mạc bọn họ có thể đi lên còn cần em mình mấy cân mấy lượng trong lòng không đếm được sao? Im lặng đã chết, đi lên một chuyến lại không thể thiếu khối thịt, ta xem nàng chính là không muốn đi lên. Mạc mạc tốt bụng cầu xin cô, thái độ của cô chính là như vậy. Được rồi, đường chuyển sang màu đen. Màn đạn đối với hành động của Lâm từ lòng đầy căm phẫn. Đừng âm ý, hoa triêu ngôn đột nhiên đứng ra, cao giọng nói. Trì nhiên lên lâu như vậy còn chưa xuống, chúng ta lên xem trước đi phanh. Một bóng đen đột nhiên từ trên cầu thang ngã xuống, nương theo động tĩnh vật nặng rơi xuống đất, mấy vị nữ khách quý nhát gan bên cạnh sợ tới mức thét chói tai, nhanh chóng trốn về phía sau. Lâm từ chăm chú nhìn, nghi hoặc nhíu mày, đây không phải trì nhiên sao? Sao nó lại rơi xuống? Kỳ quái đồng thời, cô còn phát hiện sắc mặt trì nhiên có chút không thích hợp, sắc mặt tái nhợt, nhíu mày, hai bên gò má còn mơ hồ có chút đen nhắn. Quan trọng nhất là, trên đỉnh đầu của hắn tràn ngập một chút sương mù màu đen, thân thể không ngừng phát run. Khá lắm, bảo hắn không nghe lời khuyên can của nàng, lần này trúng chiêu rồi. Những người khác cũng liên tiếp nhận ra trì nhiên, kinh hô một tiếng, nhào nhào đi về phía hắn. Chờ một chút. Lâm từ nhanh chóng lên tiếng ngăn lại, kéo hoa triều ngôn muốn ngồi sổng xuống xem xét tình huống, giọng điệu nghiêm túc. Hắn hiện tại bị hắc khí lây nhiễm, âm khí cuốn thân, chắc là nhìn thấy thứ gì đó không tốt, nhẹ thì sinh bệnh nặng thì thiên vong. Mà dương khí của ngươi không đủ, nếu cố ý tới gần hắn, nói không chừng cũng sẽ bị hắc khí cuốn lấy. Mọi người! Cư dân mạng! Màn đạn bình tĩnh một lát, sau đó vô số bình luận đen ung ung kéo đến mãnh liệt, trực tiếp lấp đầy màn hình. Cơ bản tất cả đều là khinh thường hoặc cười nhạo lâm từ. Ha 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 cười chết ta, Lâm Từ sẽ không phải thật sự cho rằng mình là phong thủy đại sư đi. Đây là bệnh nhân tâm thần của bệnh viện nào chạy tới rồi ha ha ha, còn mẹ nó hắc khí cuốn thân, có phải câu tiếp theo sẽ nói ấn đường biến thành màu đen. Cái này cũng quá vớ vẩn đi, đạo diễn có phải hay không có ý nghĩ, tân bốc, Lâm Từ A. À. Cái này không phải đã sớm thiết kế xong sao, nếu đổi thành khách quý khác nói, tôi có thể còn tin, nhưng Lâm Bình Hoa. Vẫn là quên đi. Lâm Bình Hoa lại phát bệnh rồi, tổ làm chương trình cũng mặc kệ. Tôi thấy biểu tình kia của trì nhiên cũng không giống giả bộ. Vạn nhất Lâm tự nói thật thì sao? Các người cứ cười nhạo người ta như vậy, có hiểu cái gì gọi là tôn trọng không? Trên lầu tiểu mùi mùi quá ngây thơ, Lâm từ liền một nông thôn đi ra, nàng biết cái gì? Trong đó cũng có cư dân mạng lý trí phát biểu, nhưng rất nhanh đã bị bình luận đen nhấn chìm. Hoa triều ngôn anh dừng động tác, có chút xấu hổ. Cái gì? Chương hàm không nhìn được trào phúng một câu. Hắn đây rõ ràng là ngã xuống, hai bên đều ngã xanh, cái gì hắc khí cuốn thân, buồn cười. Lâm từ không để ý đến cô, từ trong túi lấy ra một tờ bùa màu vàng, bỗng nhiên cắn nát ngón tay của mình vẽ một số ký tự khiến người ta xem không hiểu, dáng nặng nề lên trán trì nhiên. Sau đó, dưới ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, nàng thản nhiên mặc niệm phù chú kỳ quái, phù giấy phản phất hiện lên bạch quan nhàn nhạt, rất nhỏ rất nhỏ, cũng rất nhu hòa. Nếu như không nhìn kỹ, còn không phát hiện được. Không khí như bị đông cứng lại, tất cả mọi người không thể tin trừng mắt nhìn phù giấy. Ngay sau đó, sắc mặt trì nhiên dần dần từ tái nhật chuyển thành hồng nhuận, hai bên ô xanh đang dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được biến mất không thấy nữa, lông mày nhíu chặt cũng giãn ra. Trên mặt lại còn toát ra một tia hưởng thụ ước chừng qua nửa phút trì nhiên cũng không có dấu hiệu muốn tỉnh lại đây thật sự không phải là hiệu ứng đặc biệt của tổ tiết mục sao cái này cũng quá ma huyễn đi lâm từ dùng phụ giấy a là phụ giấy phát huy tác dụng sao thật thần kỳ a nguyên lai huyền học thật sự tồn tại nếu như đây không phải đặc hiệu vậy lâm từ liền quá trâu bò ngưu bức cái gì a à, ngưu bức người cũng chưa tỉnh ai biết nàng có phải hay không tại bỏ đá xuống giếng Đúng vậy. Gần một phút rồi, trì nhiên có thể tỉnh lại hay không? Lâm từ, cậu có đáng tin hay không? Lâm mạc trốn ở phía sau mặt âm trầm. Lâm từ tiện nữ nhân này từ đâu lấy được những thứ hoa lý hồ tiêu này? Nhân vật chính của chương trình giải trí hẳn là cô mới đúng, cô chính là ảnh hậu, muốn nổi bật cũng chỉ có thể là cô. Phàm là cản đường nàng, đều phải trả giá thật lớn. Nghĩ tới đây, Lâm Mạc khóe miệng gợi lên cười lạnh, trong mắt chứa đầy đố kỵ. Mấy vị khách quý thấy trì nhiên còn chưa tỉnh, nóng nảy. Tiền lạc lạc lo lắng hỏi. Lâm từ, vì sao trì nhiên còn chưa tỉnh? Không phải vô dụng chứ. Vừa rồi chỉ là cố làm ra vẻ. Cứ chết đi được, bộ dạng vừa rồi tôi thật sự cho rằng cô ấy có thể cứu trì nhiên tỉnh lại. Loại tình huống này là phải đi bệnh viện sao? Sao cũng không có ai đến khiên trì nhiên đi. Lâm từ cục mắt nhìn trì nhiên, đột nhiên giơ tay trực tiếp tác anh một cái. Hết chương này. Chương 8 Còn mỗi người một người. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 8 Chỉ còn một mình cô Lâm từ đại triển thân thủ phụ giấy cứu người Lâm từ thật sự là thầy phong thủy sao Lâm từ một cái tác đem trì nhiên đánh thức Lâm sứ phụ giấy tối hôm qua sau khi phát sóng trực tiếp xong. Chuyện Lâm từ dùng giấy phụ cứu người được cư dân mạng ghi hình truyền lên mạng, trong nháy mắt hấp dẫn không ít người xem, nhiệt độ tăng vọt, mượn lưu lượng chương trình giải trí mạnh mẽ leo lên học sức. Giả đi. Làm sao có thể có chuyện thần kỳ như vậy? ta chính là học phong thủy, lâm từ dùng đó là phù giấy, tên là hàng phù, là cần dựa vào nhân huyết họa phù mới có tác dụng, có loại trừ âm khí công hiệu. Lâm từ còn có thể cái này. Cho nên nói, cuối cùng trì nhiên tỉnh sao? Tối hôm qua may mắn xem toàn bộ quá trình truyền hình trực tiếp, Lâm Từ Ngưu bức a, dán xong phù giấy một cái tác liền đem Trì Nhiên đập tỉnh cười chết tôi ha ha ha. Phù giấy này sao lại giống như lần trước ở trên đường cái nói ta, tấn đường biến thành màu đen, lão đạo sĩ cầm trong tay. Hai người nói chuyện rất nghiêm túc, chỉ có một mình tôi đập mặt Lâm Từ thôi sao? Ta quyết định, ta về sau muốn phấn Lâm Từ nhang tai cũng đừng nghĩ ngăn trở ta. Đúng vậy, trước kia sao tôi lại không phát hiện hóa ra lâm từ lại đẹp như vậy. Sau khi tìm kiếm trên lửa, có không ít người qua đường tháng phục, lâm từ còn ngoại ý muốn thu hoạch không ít nhan sắc, gần như trừ bỏ chuyện giấy phù cứu người, tất cả đều là đang thảo luận chuyện nhan sắc của lâm từ. Đạo diễn Khang ngồi trên ghế lướt những bình luận nóng hổi này, nhíu mày. Sở dĩ anh mời Lâm Từ tới, đơn giản là muốn sống trọn vẹn một chút, nghe đồn quan hệ giữa Lâm Từ và Lâm Mạc không hợp, lại có quan hệ vi diệu với ảnh đế, vừa vặn đây là lần đầu tiên anh làm chương trình giải trí khủng bố, lo lắng số người xem bởi vì loại hình giải trí không lên được, cho nên mới mời Lâm Từ tới phòng ngừa vạn nhất. Như vậy cho dù không thích xem chương trình giải trí khủng bố, cũng sẽ bởi vì quan hệ khách quý mà nhấn vào. Nhưng hắn không nghĩ tới, lại để cho Lâm Từ mượn chương trình giải trí này nổi tiếng một phen, lên hot sức Càng làm cho hắn khiếp sợ chính là, hắn không có an bài trị nhiên té xỉu, Lâm Từ phụ giấy cứu người tình tiết, những thứ kia đều là đột nhiên ngoài ý muốn nói cách khác trong nhà cổ thật sự có thứ bẩn thỉu nhớ tới tình cảnh mấy ngày trước khi anh mang theo nhân viên công tác tới đây đặt manh mối sắc mặt đạo diễn khang âm trầm xem ra anh phải tìm lâm từ nói chuyện riêng nhân viên công tác bên cạnh dường như cũng nhận ra điều gì đó cẩn thận hỏi đạo diễn còn ghi âm không đạo diễn khang nhìn lượng phát đã đạt tới trăm vạn cắn răng một cái ghi âm nhà cổ là nơi hung sát hơn nửa cử chỉ thần kỳ tối hôm qua của lâm từ đạo diễn khang tự nhiên là không thể để cho các khách quý qua đêm ở nhà cổ đưa ra đề nghị mời các khách quý ở bên ngoài nhà cổ qua đêm ngày mai sẽ mời tổ tiết mục tìm kiếm khách sạn gần đó mặc dù có mấy vị khách quý không tình nguyện nhưng ngại uy nghiêm của đạo diễn chỉ có thể chấp nhận một đêm mà buổi sáng ngày hôm sau lâm từ vừa tỉnh lại liền nhìn thấy cách đó không xa một đống người tụ tập ở cửa nhà cổ cười cười nói nói không khí hòa hợp ngoại trừ ôn dư hàn hắn không ở trong đó không biết đi nơi nào lâm từ có chút mơ hồ không biết đã xảy ra chuyện gì tiền lạc lạc tinh mắt phát hiện nàng tỉnh lại hưng phấn đến khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng đồ sứ mau tới lâm mạc tỷ chuẩn bị cho chúng ta thật nhiều đồ ăn ngon lâm từ không phải không hoàn thành nhiệm vụ sao ở đâu ra đồ ăn ngon nghe tiền lạc lạc nói vậy lâm mạc quay đầu lại cười hào phóng chị à tối qua chị mất ngủ à sao bây giờ mới tỉnh mau lại đây đi những thứ này em đã xin đạo diễn rất lâu đồng ý làm rất nhiều nhiệm vụ mới đổi được đồ ăn chỉ còn lại một mình chị thôi nếu đổi lại là tôi không đi lên mắng cô ấy hai câu đã không tệ rồi đừng tưởng rằng cứu trì nhiên là cao thượng rồi cô ấy lấy đâu ra mặt mũi để nhiều người chờ cô ấy ăn cơm một mình như vậy cái này không tính là gì mấu chốt là bữa sáng này vẫn là mạc mạc khẩn cầu tổ tiết một nửa ngày đáp ứng giúp tổ tiết một làm nhiệm vụ làm người phát ngôn thương hiệu tranh thủ lưu lượng đổi lấy đâu ô ô ô thật sự rất đau lòng cô a nhận nhiều việc như vậy thân thể nhỏ bé của cô khẳng định chịu không nổi chương hàm như vậy đại bài minh tinh cũng không dám trễ như vậy mới tỉnh nàng cho rằng đây là tới nghỉ phép mấy vị trên lầu có phải cũng không xem truyền hình trực tiếp tối hôm qua hay không Lâm từ người ta hỗ trợ cứu trì nhiên, không tốn sức sao. Ta ngược lại rất thích Lâm từ, tỷ tỷ nhan như vậy đẹp mắt, mắt mạo tình yêu, muốn phấn nạn nhan làm sao bây giờ. Trên lầu một, tôi cũng hoài nghi thành Lâm sướng nhan phấn a ha ha ha. Phiền mấy vị trên lầu, đi treo khoa mắt một chút, Lâm bình hoa đẹp chỗ nào. Đừng che giấu lương tâm nói dối được không. Màn đạn trong nháy mắt phân hóa hai cực, môi thương lưỡi kiếm không nhường ai. Lâm Từ Lạnh lùng nhìn lướt qua, lắc đầu cự tuyệt. "Không cần, tôi không đói bụng." Như Lâm Mạc loại này chỉ biết ở sau lưng làm âm chiêu bạch liên hoa, vẫn là cẩn thận cho thỏa đáng, lại nói nàng là thật không đói bụng. Vốn tưởng rằng cự tuyệt sẽ không có chuyện gì, nhưng cô vẫn đánh giá thấp diễn xuất của Lâm Mạc. Chỉ thấy sắc mặt nàng trắng bệch, cắn môi dưới trong mắt mang theo nước mắt, "Tỷ tỷ ngươi có phải hay không còn giận ta, ta biết ta tối hôm qua không nên để cho ngươi đi tìm Nhiên ca ca." ta cùng ngươi xin lỗi được không? Lâm từ thật muốn một phát bắn cô. a a a a a Lâm Bình Hoa cậu làm gì vậy? cậu làm mạc mạc khóc rồi. mỹ nhân rơi lệ a à, mạc mạc không khóc không khóc, ngươi vừa khóc chúng ta bọt biển tâm đều tan nát a. À. mạc mạc dựa vào cái gì mà đi? nên đi không phải Lâm Bình Hoa sao? không chỉ tỉnh trễ như vậy, mạc mạc đổi điểm tâm cho cô còn không cảm kích, mau cút đi sớm thấy phiền cô rồi. Bong bóng, tên nhóm fan của Lâm Mạc, bởi vì một chữ Mạc phải lấy tên này. Lâm từ cố nén xúc động muốn tác vào mặt cô, miễn cưỡng nở nụ cười, vậy cô đi đi, nói không làm thì có ích lợi gì. Nơi này không phải đoàn làm phim, không ai diễn cùng cô. Hơn nữa cảnh đó, diễn còn lúng túng như vậy. Lâm Mạc Lâm Từ lại liếc mắt nhìn bữa sáng các khách quý ăn, sữa đậu nành đơn giản, rất dinh dưỡng chính là số lượng không đủ năm người chia làm bốn cái bánh quẩy ba chén sữa đậu nành chỉ là lâm mạc chính mình liền chiếm một phần tổ hợp phần ăn cô không biết là nhớ tới điều gì ngước mắt nhìn lâm mạc hỏi anh vừa mới nói anh đồng ý cái gì mới đổi được bữa sáng nhắc tới cái này lâm mạc lại bắt đầu giả bộ nhu nhược đương nhiên là đáp ứng đạo diễn làm lần này chương trình giải trí thương hiệu người phát ngôn đạo diễn lại cho ta một người thêm không ít nhiệm vụ quả nhiên trong màn đạn lại có không ít fan nói thẳng đau lòng cho cô, ngay cả các khách quý cũng có chút ấy nấy. Ai ngờ, Lâm Từ lại đột nhiên thốt ra một câu. Đáp ứng nhiều điều kiện như vậy, cũng chỉ đổi lấy mấy cái bánh quẩy sữa đậu nành, anh thiệt thòi lớn rồi. Cũng không biết có phải tổ tiết mục keo kiệt hay không, hay là Lâm Mạc vì xây dựng người tốt mà thiết lập doanh trại đến mức không còn đầu óc. Dù sao, hai bên đều có tật xấu. Phốc ha 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 ha. Không được ta không được, cười chết ta, lâm từ nói không có tật xấu. Lâm từ chính là ta miệng thay A, à, ta đã sớm muốn nói, lại sợ bị phun. Quả thật A, à, đáp ứng nhiều như vậy điều kiện mới đổi lấy như vậy điểm ăn, nếu có thể bao một tháng bữa sáng cũng được A. À. Cái này không gọi là người tốt A, à, cái này gọi là thiểu năng trí tuệ, thật lòng hoài nghi đây là thủ đoạn lâm mạc vì xây dựng nhân tạo mà đùa giỡn. Mạc mạc ở đó khẩn cầu đã lâu, thiện tâm cỡ nào, nếu đổi lại là hai người, hai người có thể làm được sao? Ta không thích Lâm Từ, nhưng ta cũng cảm thấy nàng nói đúng là chuyện gì xảy ra. Lâm Mạc. Địch. Cô còn không phải vì xây dựng người tốt để tiện hãm hại Lâm Từ sao? Cho dù nàng không được, cũng không tới Phiên Lâm Từ cái tên nhà quê này thuyết giáo nàng. Lâm Mạc nội tâm tức giận đến một ngụm răng bạc đều suýt nữa cắn nát, trên mặt lại chỉ có thể cúi đầu thúc thích lấy. Quả nhiên tỷ tỷ vẫn là không muốn gặp ta. Nói xong, ánh mắt cô bất giác liếc về phía trị nhiên, chờ đợi anh có thể giống như trước kia, hảo hảo mắng lâm từ một trận. Không nghĩ tới, hắn lại ngồi ở một bên, nhìn chầm chầm lâm từ ngẩn người, thần tình hoảng hốt. Căn bản không chú ý tới cô bị lâm từ oán hận. Hết chương này. Chương 9 Chia ra hành động Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Chương 9 chia nhau hành động có chuyện gì vậy trì nhiên liếm chó này không phải hướng về cô nhất sao trước kia chỉ cần người khác chọc nàng không vui hắn tuyệt đối sẽ đem người kia mắng đến cẩu huyết đầm đìa cho nàng chỗ dựa cô cũng yên tâm thoải mái hưởng thụ dù sao cô cũng không thích anh chỉ là lợi dụng anh làm ván nhảy có thể sớm ngày đứng cao hơn trong giới giải trí mà thôi về phần mục tiêu của nàng lâm mặt chợt nghĩ đến khuôn mặt tuấn tú của ôn dư hàn bất giác đỏ mặt. Đáng tiếc ôn dư hàng đối với nàng không có ý nghĩa, bất quá không sao, chỉ cần nàng dở chút thủ đoạn nhỏ, hắn sớm muộn gì cũng là của nàng. Không ai cướp được. Lâm từ không biết đáy lòng lâm mạc đánh chủ ý quỷ quái gì, nhưng nhìn sắc mặt nàng lúc trắng lúc đỏ, liền biết khẳng định không phải tính toán tốt. Nhưng cô cũng lười đoán, từ trong túi lấy ra bốn tờ phụ giấy còn lại, lại nhìn chiếc gương hoa văn quỷ dị trong ba lô, bắt đầu trầm tư trước khi tham gia chương trình giải trí lần này, để phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn phát sinh, Lâm từ cố ý chuẩn bị 5 tờ bùa, phần lớn đều muốn để lại cho mình dùng. Nàng cho rằng cho dù muốn dùng phụ giấy cứu trợ người khác, cũng phải đợi 2-3 ngày, không nghĩ tới mới vào nhà cổ đêm đầu tiên đã lãng phí một tờ. Vẫn là cho trì nhiên ngu xuẩn kia dùng. Trong lúc suy tư, cô chậm rãi hồi tưởng lại chuyện xảy ra tối hôm qua, đột nhiên cảm giác có chút không đúng nhà cổ nguyên bản ở 10 năm trước là một bãi tha ma, không biết bởi vì cái gì mà bị sang bằng, xây một tòa nhà cổ. Mà bốn phía lại không có khói lửa, không hề có sức sống, thường thường loại tình huống này dễ dàng chiêu đồ bẩn vào nhất. Như vậy 5 năm trước, chủ nhân cổ trạch làm sao thuận lợi ở lại cổ trạch dọn ra ngoài mà lông tóc không tổn hao đây? Đạo diễn Khang là đạo diễn nổi tiếng, chế tác chương trình giải trí nhất định sẽ rất nghiêm cẩn. Trước khi tổ chức chương trình giải trí lần này, ông không thể nào không đến nhà cổ kiểm tra. Loại người có thể lực mạnh như Trì Nhiên cũng không chống cự được sát khí lầu 2, càng đừng nói đạo diễn Khang đã qua tuổi 50 trước thời hạn. Nếu như là nhân viên công tác đi lên lầu 2 cũng không có khả năng, lầu 2 sát khí quá nặng, đi chưa được mấy bước sẽ bị sát khí cuốn lấy, Khang đạo sẽ không phát hiện không được. Cho nên chỉ có hai loại khả năng, một là Khang đạo căn bản là không đi lầu 2, hai hay là hắn đi nhưng hắn cố ý che giấu lầu hai có nguy hiểm. Hắn muốn làm gì? Muốn đưa các vị khách quý nhất tề vào hiểm cảnh sao? Nghĩ đến đây, Lâm tự hít sâu một hơi, ánh mắt chuyển hướng vui tươi hớn hở, nhíu mày. Đôi khi những gì bạn nhìn thấy không nhất thiết là sự thật, đừng bao giờ phân biệt sự thật thông qua nghi ngờ. Người tốt chưa chắc vĩnh viễn đều là người tốt, người xấu cũng không phải cả đời đều là người xấu. Thanh âm lãnh đạm trầm thấp vang lên bên tai, trái tim lâm từ rung lên, lập tức ngẩng đầu lên nhìn về phía nguồn âm thanh. Nhất thời đâm vào đôi mắt đen sâu thẳm mê người, cô ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy ôn dư hàng không biết xuất hiện bên cạnh cô từ lúc nào, trong ánh mắt nhìn về phía cô lại có chút nghiêm túc và nghiêm túc. Hai câu nói kia giống như đang nhắc nhở cô điều gì đó. Lâm từ nhướng mày. Hắn nói vậy là có ý gì? Làm sao anh biết trong lòng cô đang nghĩ gì? chẳng lẽ hắn biết nội tình gì? Rất nhiều nghi vấn quanh quẩn trong đầu, Lâm Từ đang muốn mở miệng hỏi hắn, liền thấy ôn dư hàng đã khôi phục tư thái cao lãnh thường ngày, thần sắc bình thản, phải đi vào hoàn thành nhiệm vụ. Lâm Từ Cái gì? Một đống nghi vấn bị những lời này chặn ở trong cổ họng, cô ngây ngốc quay đầu nhìn về phía chỗ các khách quý ăn điểm tâm, lại phát hiện nơi đó đã sớm không có một bóng người. Họ vào khi nào? Sao không ai thông báo cho cô một tiếng? Ông dư hàng rũ mắt nhìn cô, cười nhạo một tiếng, bước nhanh vào trong nhà cổ. Rất nhanh thanh âm của Tiền Lạc Lạc liền truyền tới. "Lâm Từ, mau tới đây." Bất đắc dĩ, Lâm Từ đành phải nhét lá bùa vào trong túi, đeo ba lô theo sát. Bởi vì tối hôm qua Trì Nhiên đột nhiên xảy ra chuyện ngoài ý muốn mà dẫn đến truyền hình trực tiếp kết thúc sớm, các khách quý cũng không thể tham quan hết nhà cổ. Vì phòng người chuyện ngoài ý muốn phát sinh lần nữa, lầu hai mọi người trước hết không nên đi, tôi sẽ kịp thời xử lý sự kiện lần này. Mọi người yên tâm, trên thế giới này không có quỷ, chúng ta phải tin tưởng khoa học, ngàn vạn lần không nên bị mê tín phong kiến nuốt chửng. Thấy các khách quý lần nữa bước vào nhà cổ, không khí có chút khẩn trương, đạo diễn Khang vội vàng đứng ra trấn an cảm xúc của mọi người. Chương trình giải trí này mới lần đầu tiên phát sóng trực tiếp đã đạt được lượng phát sóng vượt trăm vạn đúng là khó có được, hắn tuyệt đối không thể bỏ dở nửa chừng. Manh mối bí mật gì gì đó, cho dù là bịa, cũng phải tiếp tục bịa. Lúc này các khách mời mới thả lỏng, Duy chỉ có trì nhiên vẫn nghiêm mặt, nắm chặt hai tay, không biết đang suy nghĩ gì. Tin tưởng vững chắc khoa học, trên thế giới này không có quỷ. Đã 21 thế kỷ rồi, ai còn tin có quỷ ta cười hắn cả đời. Ông nội tôi chính là thầy phong thủy, ông thường xuyên tiếp xúc với những thứ bẩn thỉu đó, giúp người ta xem bói xem bói vạn nhất lâm từ cũng vậy thì sao trên lầu đừng nói nhảm ông nội ngươi chính là cái giang hồ lừa đảo niên đại nào còn tin cái này hờ 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 mau để cho lão nhân gia về hưu đi lâm từ chính là cái nông thôn nha đầu ngoài trừ bộ dạng đẹp mắt cái gì cũng không phải bằng không gọi lâm bình hoa đâu ha 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 cũng chỉ có kẻ ngốc mới có thể tin cái này không chừng là tiết mục tổ biên kịch bản đâu Lâm Bình Hoa nhét tiền để khang đạo tân bốc nàng. Mà nhân vật chính thảo luận trên màn đạn lúc này đang yên lặng chăm chú nhìn cửa lầu hai trầm tư. Bây giờ là ban ngày, hắc khí mặc dù không có buổi tối nồng đậm như vậy, nhưng nàng vẫn có thể nhìn ra không ít hắc khí đang lan tràn. Kỳ quái chính là, sương đỏ tham gia ở trong đó không thấy. Theo lý mà nói, bất luận là ban ngày hay là đêm tối, phàm là có đồ bẩn hoặc là hiện tượng quỷ dị xuất hiện, khí tức nó tản mát ra sẽ không theo ban ngày đến mà biến mất. Đây đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Lâm từ không khỏi đau đầu, tòa nhà cổ này thật sự là quá quái dị, rất nhiều hiện tượng kỳ quái căn bản không có biện pháp cởi bỏ. Biện pháp duy nhất, chính là đi lên lầu 2, có lẽ đồ vật trong lầu 2 mới là mấu chốt giải quyết toàn bộ chuyện. Ánh mắt đạo diễn khang thật, độc ác, địa điểm lựa chọn đều rất có tính khiêu chiến. Tiền lạc lạc đột nhiên chạy tới, đối với nàng nhẹ nhàng cười bọn họ đều đi hoàn thành nhiệm vụ chúng ta cũng nhanh đi thôi không hoàn thành nhiệm vụ buổi trưa sẽ không có cơm ăn hoàn thành nhiệm vụ à đúng nàng còn có nhiệm vụ chưa hoàn thành bất quá việc cấp bách là hóa giải cô âm sát không thể kéo dài nữa những chuyện khác chờ một chút rồi nói sau nghĩ đến đây lâm tự đảo mắt thản nhiên nói nhiệm vụ của chúng ta không ít vẫn là chia nhau hành động đi như vậy cũng hoàn thành nhanh một chút tiền lạc lạc cảm thấy có đạo lý trực tiếp gật đầu rời đi lâm từ thấy thế chần chờ một lát đi tới giữa phòng khách tầm mắt không ngừng nhìn lên lầu hai giống như là đang quan sát cái gì đó cư dân mạng cũng tự nhiên là nhìn thấy một màn này nhao nhao suy đoán cô đang làm gì vậy không đi hoàn thành nhiệm vụ lại làm cái quái gì chứ cố ý đem lạc lạc đuổi đi lấy cờ hiệu chia nhau hành động để cho một mình nàng đi hoàn thành nhiệm vụ, thật con mẹ nó không nói gì. Lâm từ tâm cơ lại sâu như vậy, ta còn tưởng rằng nàng chính là cái chỉ biết làm bình hoa đâu. Ha ha, ta dám đánh cuộc, Lâm từ đợi lát nữa chắc chắn sẽ ở bên cạnh đi bộ, chế tạo nàng tại hoàn thành nhiệm vụ biểu hiện giả dối ha ha ha, mau đừng giả bộ kỹ xảo này ta đều nhìn thấu. A a a, tôi rất muốn mắng chửi người a ngày hôm qua còn vì chuyện trì nhiên mà có cảm tình với cô ấy, sao hôm nay? Ghê tởm muốn chết. Ống kính di chuyển theo bước chân của Lâm Từ, cư dân mạng trong phòng phát sóng trực tiếp hỗn hỉnh, nhao nhao ồn ào đường chuyển sang màu đen. Bọn họ không quen nhìn loại tiểu nhân làm người một mặt, có người một mặt như Lâm Từ. Ta ghi hình, ta muốn đem một màn này ghi lại phát đến trên mạng, để cho tất cả mọi người nhìn xem Lâm Từ cái này đáng ghê tởm sắc mặt. Loại người này không xứng ở lại giới giải trí, sớm bị phong sát. Ta đã nói, chó đổi không được ăn cứt, nàng vẫn là cái này đức hạnh, thật sự là ha hả, đáng đời nàng hồ, tốt nhất hồ cả đời. Đang lúc cư dân mạng nhất trí cho rằng Lâm từ muốn lười biến, định ghi hình thì thấy cô đột nhiên lấy từ trong ba lô ra một cái gương. Chiếc gương kia được điêu khắc thủ công bằng gỗ đào, mặt trên vẽ năm ngọn núi và một mảnh biển, hơn nửa hình như còn khắc chữ. Cư dân mạng thứ này là gì hết chương này chương 10 làm sao cái nào đều có nàng bạn đang nghe tại truyện chấm audio chương 10 như thế nào chỗ nào đều có nàng cư dân mạng bị hành động này làm cho kinh ngạc lâm từ loay hoay với gương trong tay lần lượt lật xem sau khi xác nhận không sai mới hài lòng gật đầu cư dân mạng lại mất bình tĩnh a a a đây là tình huống gì trong tay cô cầm cái gì? Đậu má. Tôi đã chuẩn bị xong màn hình rồi, anh để tôi ghi lại cái này. Thì ra Lâm từ chỉ là đang soi gương tự mãn A, màn đạn đều đang kích động cái gì. Bất quá nói, không phải muốn hoàn thành nhiệm vụ sao, như thế nào không đi cùng Lâm mặt bọn họ cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ, chạy tới nơi này tự mãn A. Cầm vẫn là gỗ làm gương, Lâm từ hiện tại đã nghèo như vậy sao? Có bệnh đi cái này gọi Lâm từ đấy người ta người khác đều thành thật thật tìm manh mối, liền nàng đặt ở chỗ này, nghĩ phép, say cũng là. Mỗi ngày vừa hỏi. Lâm Bình Hoa hôm nay cút khỏi giới giải trí sao? Tiếng nhục mà trào phúng của màn đạn liên tiếp vang lên, càng nhiều chữ vũ nhục lấy hình thức màn đạn từ phòng truyền hình trực tiếp hiện lên, tiếng lệ một mảnh. Phiền toái mở to mắt chó của các ngươi nhìn rõ ràng, Lâm tự cầm trong tay căn bản không phải gương được không? Đúng nha, cũng không biết đang mắng cái gì lệ khí thật nặng. Bản thân học phong thủy, đồ chơi kia ta không thể quen thuộc hơn, cái kia gọi là Sơn Hải Trấn, một đám không có kiến thức đồ vật. Sơn Hải Trấn, chính là phong thủy trấn trạch, hóa sát thành tường chi trấn trạch bảo vật. Cũng là một trong những vật phẩm trừ ta thường thấy trong dân gian, chủ yếu do gương tạo thành, mặt trên vẽ năm ngọn núi và một mặt biển, bình thường đều sẽ viết nhà ta như núi biển, đối với ta đang phát tài, cũng chính là chỉ nhà ở đã hóa thành non nước tự nhiên bất kỳ sát khí nào đối với nhà ở đều không có tác dụng trong phong thủy trấn sơn hải có năng lực dời núi bài hải đảo lộn âm dương có thể thanh trừ sát khí tác dụng thập phần cường đại lâm từ cũng chính là nhìn trúng điểm này mới có thể lựa chọn lợi dụng nó để hóa giải cô âm sát hơn nữa sơn hải trấn bình thường tương đối thích hợp với ban ngày bày biển, ban đêm sát khí quá nặng không quá thích hợp Lâm Từ hít sâu một hơi, nhìn chầm chầm Sơn Hải Trấn vài giây, chậm rãi nở nụ cười. Vẽ cũng không tệ lắm, kỹ thuật vẽ sở trường. Nhớ rõ lần trước nàng vẽ Sơn Hải Trấn thời điểm vẫn là ở kiếp trước giúp người khác trấn trạch, lúc ấy chủ nhân tòa nhà đều ghét bỏ nàng họa kỹ. Bức tranh này của anh không khác gì con rết nhà tôi nuôi, đều xấu xí như nhau. Lâm Từ Trong nháy mắt cô cũng cảm giác được kỹ thuật vẽ tranh của mình bị mạo phạm, còn hầm hực vài ngày, cuối cùng tự an ủi mình, nhất định là ánh mắt của bọn họ có vấn đề. Đánh chết nàng cũng không có khả năng thừa nhận là nàng hòa kỹ nát. Lâm từ khẽ lắc đầu, bỏ qua hồi ức không tốt kiếp trước, đang muốn tìm một nơi thích hợp treo nó lên, một đạo thanh âm tức giận từ phía sau truyền đến. Người không đi tìm manh mối, ở đây làm gì? Lâm từ ngẩn ra, vội vàng quay đầu lại. Chương hàm mặt lộ vẻ trào phúng, từng bước một hướng nàng đi tới, cười lạnh nói có phải hay không muốn lười biến a? À? Lâm Từ không nói gì, sao chỗ nào cũng có cô. Không hảo hảo bận rộn hoàn thành nhiệm vụ của mình, mỗi ngày chạy tới ở trước mặt nàng soát cảm giác tồn tại, có phải có bệnh nặng gì hay không? Cô lại liếc mắt nhìn vẻ mặt đắc ý của chương Hàm, giống như cô đã làm chuyện gì đó mờ ám bị cô bắt được. Trên mặt Lâm Từ không hề gần sống, trong lòng điện thoại di động của ông lão tàu điện ngầm con mắt nào của ngươi nhìn thấy ta lười biếng tầm mắt nàng trầm xuống, hỏi ngược lại. Ta chỉ là đứng ở chỗ này cho dù ta lười biếng Chương hàm nghẹn ngào, sắc mặt xanh mét. Tôi quan sát cậu đã lâu, cậu đứng tại chỗ loay hoay với cái gương rách nát kia, căn bản là không đi tìm manh mối, thế còn không tính là lười biếng Lâm từ bắt được trọng điểm, đánh thẳng vào chỗ hiểm. Ngươi không phải vội vàng tìm manh mối sao, làm sao lại quan sát ta lâu như vậy? Chương Hàm. Sơ suất. A à, ha 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 ha, nói như vậy, Chương Hàm cũng không hoàn thành tốt nhiệm vụ chứ. Nàng còn có mặt mũi nói người khác bị Lâm Từ nói toạc ra đi ha ha ha, cười chết. Hai người đều tám lạng nửa cân đi, đều không thích hợp tham gia chương trình giải trí, nếu như nói Chương Hàm là chương trình giải trí tai họa, như vậy Lâm Từ chính là tai họa bên trong tai họa đại tai họa. Ha 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 trên lầu đồng ý đến không thể lại đồng ý hai người đều khuyết thiếu chương trình giải trí hiệu quả lâm từ càng là cái gì cũng không được đương nhiên loại trừ nàng tối hôm qua giúp trì nhiên chuyện kia nhưng là giống như có người nói là kịch bản đặc hiệu ta cũng cảm thấy được là chương hàm tối thiểu diễn xuất so với nàng mạnh hơn nữa mạnh đến cũng không phải là một chút xíu chênh lệch đi ra a à. không phải kinh khủng chương trình giải trí sao như thế nào biến thành khách quý ở giữa xé ép đại chiến khang đạo làm chương trình giải trí càng làm càng lôi kéo ta là đến xem thăm dò án đấy, cũng không có hứng thú mỗi ngày đều nhìn hai nàng nhảy nhót, im lặng chết. Đây thật là khủng bố tống nghệ sao, nếu không trực tiếp đổi tên thành khách quý nhóm xé ép đại chiến đi, đã tố cáo, cảm ơn. Hàm hàm, sao con lại chạy đến chỗ chị gái? Lâm Mạc mang theo trị nhiên chạy tới, đi tới bên cạnh chương hàm, nhìn thấy sắc mặt phẫn uất của cô, đấy lòng đoán được vài phần. Vì thế, cô lại bắt đầu làm bộ hiền lành khuyên nhủ hàm hàm, chị gái em trước kia chưa từng thu âm chương trình giải trí, hơn nữa cũng mới đến giới giải trí chưa được mấy tháng, có chút không hiểu chuyện, anh thông cảm một chút đi. Cô nói như vậy, lại càng khơi dậy sự bất mãn và lửa giận của cư dân mạng, mũi nhọn nhắm thẳng vào lâm từ. Mạc mạc em đừng giúp cô ấy nói chuyện. Vốn ngày hôm qua còn tưởng rằng cô ấy có thể thay đổi tốt hơn, hiện tại. Ha ha, vẫn là để Lâm từ cút ra khỏi giới giải trí đi, cô ấy không xứng mạc mạc chúng ta thật thiện lương, quả nhiên, từ nhỏ ở hào môn lớn lên khuê tú chính là cùng nha đầu hoang dã không giống nhau. Các ngươi chuyển biến cũng quá nhanh, còn chơi giảm một nâng một tiết một đâu, cũng đừng cười chết ta. Trên màn đạn không phải có người nói qua lâm từ căn bản là không lười biến sao, trong tay nàng cầm chính là hóa sát sơn hải trấn, trong nhà cổ tuyệt đối có cái gì dơ bẩn. Rõ ràng chính là chương hàm tự mình chạy tới bới móc, lâm từ cỡ nào vô tội a à? vô duyên vô cớ bị mắng một trận trên lầu tiểu mê muội đi ha ha lâm từ loại người này cũng chỉ có lên tiểu học tiểu mê muội thích trong đó cũng có cư dân mạng lý trí đang phát biểu nhưng chung quy không chống lại được bình luận xã hội đen có chút mới chỉ bình luận một cái đã bị những người khác ở dưới mắng đến hoài nghi nhân sinh lâm từ lạnh lùng nhìn hai người đột nhiên cười hiền lành không có kiến thức thật đáng sợ các ngươi ở trong lòng vô tri coi như xong còn đem loại vô tri này kéo lên mặt bàn, không phân tốt xấu chỉ trích người khác, lại ngay cả đối phương đến tột cùng đang làm cái gì cũng không hoàn toàn hiểu rõ, ngươi không chê mất mặt ta còn ngại mất mặt. Kỳ thật Trấn Sơn Hải, không có bao nhiêu người quen biết điều này rất bình thường, Lâm Từ cũng không thể trông cậy vào có thể quen biết. Nhưng chương hàm ngay cả hiểu biết cũng không hiểu cô đang làm gì cứ như vậy chạy lên nhận định cô lười biếng cô dựa vào cái gì phải cho cô sắc mặt tốt. Cô lại không nợ cô, nếu không là cố kỵ đến đây là chương trình truyền hình trực tiếp, cô đã sớm đi lên quạt cô. Chương hàm nghiến răng nghiến lợi, vừa muốn chửi ầm lên liền nghĩ đến còn đang phát sóng trực tiếp, đè xuống lửa giận giận trừng cô, được, cô nói cô không lười biến, vậy cô giải thích cho tôi một chút cô vừa rồi đang làm gì, tại sao không đi hoàn thành nhiệm vụ. Lâm tự lười nhát hồi đáp. Treo sơn hải trấn, hóa sát trấn trạch. Chương hàm. Lâm mạc. Cư dân mạng đã đến lúc này rồi mà cô còn hồ ngôn loạn ngữ chẳng lẽ thành người điên rồi khá lắm nàng chỉ là một bình hoa biết cái gì là hóa sát trấn trạch sao sợ là ngay cả sát khí cũng không biết là cái gì đi ta liên hệ bệnh viện tâm thần bác sĩ rất nhanh sẽ đem lâm bình hoa đón đi thật mẹ nó chịu không nổi nàng rất hiển nhiên bọn họ đã hoàn toàn quên hành động cứu trị nhiên tối hôm qua của lâm từ lần thứ hai mở ra hình thức trào phúng mà Lâm Mạc hai người cũng đều đang dùng nhìn kẻ ngốc ánh mắt nhìn nàng, biểu tình kia phản phất đang nói, đã giai đoạn cuối, hết thuốc chữa. Không đúng, tôi tra cái gương trong tay Lâm Từ, đúng là hình dáng của trấn Sơn Hải. Thậm chí Sơn Hải trấn trong tay Lâm Từ còn tinh chuẩn hơn cả ta tra được. Hết chương này.